Về làm anh ấy sẽ khó bất năng xâm anh còn xem với những điều học là quý chẳng dối chú là mê mà đất thà nam bất năng xâm anh còn những điều học là tránh xa uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta huê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma đi già mi con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự xa đình na đa na huê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma đi già mi con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mất già ra huê ra ma ni xích ca ba đăng Sa-ma-đi-da-mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu-sa-wa-đa-we-ra-ma-ni-sit-ka-ba-đăng-sa-ma-đi-da-mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su-ra-me-ra-ya-ma-cha-va-ma-đa-tha-na-we-ra-ma-ni-sit-ka-ba-đăng-sa-ma-đi-da-mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ít-ma-ni-ban-cha-si-ka-ba-đa-ni-sa-tu-căng-ca-tô-ha-ngập-ba-ma-đe-na-ni-cha-ca-lăng-sa-ma-ra-khi-ta-pang. Khi Phật tử sau khi tọa thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải năm mươi dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À, ma phàn tê và chúng con xin vâng Sile cho chúng sanh đi sanh về cõi trời cùng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải tu trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thủ lành thai út ta mạng về na hoàn đề hằng bà đa bằng sầm quá út ta mạng quốc thể vô ca li tô đô sô quốc thổ ca ma tu tăng ma mạng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với dưới chân đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo của sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mạng về na hoành đề hằng thâm mạnh chế đu quy thần quá rằng thâm mệ vô ca li tô đô sô thâm mô ca ma tu tăng ma mằng con đem hết lòng trình cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo quỷ sinh pháp xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mạng gia hoành đề hằng sáng khanh cha đu quy đô ta mạng sáng khề vô khá lý tô đô sô sáng khổ khá ma tu tăng ma mang con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo thì xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin dâng mình cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Yo panatthamma anuttamma patipanno viharati sammi cittipanno anuttamma acari so tathagatang sakkaro tikaru bhavoti mane ti puje ti paramaya pujaya patibhakti pujaya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp.
Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Thanh ti pháp lập băng ta po ti kha ni pa nam pháp lập băng quả đánh ti bút ta na hi pop pa chi tô pa ru pa kha ti sa ma no ho ti pa răng vi hê tha dân tô. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu bạc hoa đô, anu bạc hà tô, ba thì mô kê, chắc sang quá rô mặt tân, dù ta chắc phát tát minh văn tân, chắc sa dạ na sạ năng, a ti chết tê, chắc a yô gô, e tăng bùi ta, nát sa sa năng. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si là samma thi vụ na năng khan ti và tha na ca ra năng sắp phê vì cô sẽ là thông ma khan ti gia dê quát quát thanh ti tê. Nhấn lại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhấn lại. Kê quả là năm vi ba ba năng khan ti mu lăng ni khan ta ti ga ra ha ka la ha di năng mu lăng khan ti khan ti cô. Nhân này có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh cãi lại đi. Khan ti thi ra sa sa lăng ca vô khan ti ta po ta pát si no khan ti ba lăng wa ya ti năng khan ti hi ta su kha wa ham. Là năng lực người trí, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo, có khả năng tác thành, mọi ăn vui phúc lạc. Khanh tí cô mê tạo quá la vi gia sa si su kha si lo qua vi yô đê qua ma nu sa năng mát na vô hô thị khanh tí cô. Người hành tu nhẫn nại là người có bạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Át tạc ngũ vi quả rê sanh cha át tha quả khô quả khanh thích khô sắc và mốc thảo là măng mắc găng a run hô hô thì khanh thích khô sắc thu nô quả chả nô quả đăng. Ca rô thị dê quả khanh thích khô pa ra ma ya cha pu cha ya chỉ năng pu chê thị khanh thích khô. Ba người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại, mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn. Người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường Đức Phật rất cao thượng. Siddhiya chana gatha siddhamattu 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 idang phalang. Ê tát minh ra ta na ta yát minh sâm bà sa đa na chê tạ sô. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai giang kinh di cú sa la cấp mang kết tắc bằng khi ri dân ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sát ta san nhi nô at thi về sát ta san nhi nô ca tăng bùn nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng su huy đi tăng định năng bùn nhã pha lăng ma ya về cha ta ta na cha nan ti đề hòa gần tòa ni huệ đa dụng sắp bề lô cầm hi về sạc ta chỉ hoàn ta ha ra hệ tu ca ma nhuận năng phô cha năng sắp bề là phàm tu ma ma chê ta xa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
cũng trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quỷ uống dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bảo cúng dường quả thành thực phẩm mùi hương thỏa ở lòng ý đăng quá ta mê buôn nhân a sa quốc gia an hô tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ con cũng cảm ơn tất cả đạo tràng đã cùng với Metta thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin dâng mít cho ngài để ngài dạy câu pháp cú 173 hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thì được tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý như sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam, tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 173. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasawanda mi Buddho mahesi arahang tathagato lokuttamo tapakaru cittako lokassasattha jana dhammako vido vanda mahantang narapu cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sanh bằng thoát ly phiền não trói chăng tôi theo chủ chi năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bà đi bồ vi ta sa sa thu nô lô ca nô mạnh thá sa vi na ca rô cô sa pa nhu bút thá pa ti phù ti sanh nha tô vần đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dẫn phật tổ quang minh rõ ràng con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sang khu vi su thô su ca ta sa sa wa ko se kha su ka mo wa ra tham ma se kha ko ni da pa sang sa di a na da ro wa ro wan da ma han tang na ra pu cha này giác căn tăng bảo thiên văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần sa lệ thế pháp phàm nhân ai bị con xin lệ lệ tăng hỷ đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận hết tên giá tề chê nát sê kha mê tu quá tha năng ta xa bi a nú pha vê nát sa hạ xa dê nát sê chạc thụ. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học. Đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Nha. Phần tháng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 173. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Thích Nhật Quỳnh đã đưa câu đầu tiên lên rồi. Giá sa bà bằng các tăng cầm mặn. Giá sa bà bằng các tăng cầm mặn. Giá sa bà bằng ca tăng thầm mặn. Chữ đầu tiên yasa. Yasa chữ này do đại từ giá.
Nhưng mà đây chữ giá này được chia theo sở hữu cách sát thi vị pháp tí ê câu quá trình á. Trên chữ giá biến thành giá xa. Giá xa là của người ấy. Đó. Của người ấy. Ba bằng do từ ba bá. Nhưng mà cái từ ba bá này được chia theo chủ cách số x. Chủ cách số x mà thầm ai câu quá trình nào pháp lý. Cho nên chữ ba bá biến thành ba bằng. Xin lỗi quý vị. Nếu mà ba bồ mới là chủ cách, còn ở đây ba bằng là đối cách ha. Đối cách tức là đối tỷ giao vừa phát tới ngày có quan trình á, chứ không phải là bạch thầm ma. Đối cách ở đây của từ ba ba đó chính là ba bằng. Ba bằng có nghĩa là xấu ác. Ba bằng là xấu ác. Rồi chữ ca tăng. Chữ ca tăng do động từ caroti. Do động từ caroti là hành động, là nghiệp. Chữ ca tăng là hành động, hành vi, sự tạo tác. Rồi chữ nghiệp là chữ sau. Chữ cầm măng. Cầm măng do cái từ cầm á. Đây là một danh từ trung tính. Ác rần tá nắp bùm sắc và linh ga. Cầm á. Ở đây được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ gia vừa phát tí ê cao quá trình á. Cho nên cầm á biến thành cầm măng. Cầm măng là việc là hành động hay là nghiệp. Cũng do cái động từ caro tí mà ra ha. Chữ cá tăng, chữ măng, hai từ này cũng do một cái gốc là caro tí. Rồi như vậy chúng ta thêm câu số 2 nữa để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 2. Kusalena bhakti yati. Kusalena bhakti yati. Kusalena bhakti yati. Chữ kusalena do cái từ kusala. Kusala là một danh từ trung tính. Akrantana pum sakalinga. Nhưng mà cái chữ kusala này được chia theo sở dụng cách số ít. Sở dụng cách số ít có nghĩa là cách chia thứ ba ta thì gia vị phát tia câu quá trình hát. Chữ kusala biến thành kusalena. Kusalena có nghĩa là bởi điều thiện, bằng điều thiện, bởi điều thiện hay là bằng điều thiện hay là do điều thiện ha, bởi bằng do vân vân. Cô sẽ bởi điều thiện, bằng điều thiện, do điều thiện. Hai chỗ cũng bằng bằng. Một chỗ chỉ điếu bên cái điều hả? Cũng không được. Rồi cái từ thứ hai biết thì gia tỷ. Biết thì gia tỷ. Chữ biết thì gia tỷ đây là một động từ số ít. Chúng ta thấy ở đây tiếp đầu ngữ áp ý. Ở phía trước cái căn ngữ tha. Và căn ngữ tha này có nghĩa là do cái động từ tha và tí là đặt xuống. Cái căn ngữ tha này có nghĩa là đặt xuống. Nhưng mà có cái từ ngữ phía trước
Vithi Yati. Động từ này có nghĩa là che khuất. Che khuất. Hay là chặn đứng. Che khuất hay là chặn đứng lại. Vậy thì câu số 1, câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Yas yasaba bằng ca tăng cầm bằng quốc sở lê na pi thi giá tí. Yasaba bằng ca tăng cầm bằng quốc sở lê na pi thi giá tí. Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng bởi điều thiện. Đối với người nào nghiệp ác đã được làm được chặn đứng bởi điều thiện. À, xin lặp lại ha. Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng bởi điều thiện. Câu 1 và câu 2 bổ sung ý nghĩa cho nhau. Rồi mình đến câu số 3, câu số 4 ha. So imang lo kang ba pha se ti. So imang lo kang ba pha se ti. So imang lo kang ba pha se ti. À, mấy câu này học rồi ha. À, so là vị ấy ha. Imang lo kang là thế gian này ha. Ba pha se ti là chiếu sáng. Chiếu sáng. À, câu số 3 này. Sô là vị ấy, người ấy. Ý măng lô căng là thế giới này. Pa pha xê tí là chiếu sáng. Chói sáng. Rồi, bà phà sẽ thế. Rồi, bây giờ câu cuối cùng nè. Ấp phà mút tô quá trần đi mà. Ấp phà mút tô quá trần đi mà. Ấp phà mút tô quá trần đi mà. À, câu này cũng học rồi ha. Ấp phà là đám mây ha. À, đám mây. Rồi mút tô quá, mút tô là thoát khỏi, mút tô là thoát ra, thoát khỏi. Chữ quá là do cái từ ý quá, ví như thoát ra khỏi đám mây. Tức là ấp pha mút tô quá, ví như thoát ra khỏi đám mây. Mà cái gì thoát ra khỏi? À, cái chữ cuối cùng mới quan trọng ha. Đó là chân đi mà. Mút tù quá là ví như thoát ra ha. Học rồi. Cái câu Phật ngôn 173 này giống như câu Phật ngôn 172 ha. Hai câu sau. Rồi chân đi ma. Chân đi ma là mặt trăng. Rồi như vậy câu số 3, câu số 4. Soi măng lô căng bốc pha xê tí ấp pha mút tô quá chân đi mà. Soi măng lô căng bốc pha xê tí ấp pha mút tô quá chân đi mà. Hai câu này. Soi măng lô căng bốc pha xê tí ấp pha mút tô quá chân đi mà. Người ấy hay là vị ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Vị ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Câu 3, câu 4 ha.
Ôi. Sáng rồi sao nóng quá trời quá đất à? Như vậy câu Phật ngôn 173 cho chúng ta ý nghĩa. Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng lại bởi điều thiện, người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Đối với vị nào nghiệp ác đã làm được chặn đứng lại bởi điều thiện, vị ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Đó là ý nghĩa của câu Phật ngôn 173. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đà Phổ Thời Lục Bát thế này: hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Hay quá ha. Rồi, Hòa Thượng Minh Châu: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chiếu sáng được đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chiếu sáng được đời này như trăng thoát mây che. Rồi, như vậy là câu Phật ngôn này ba chúng ta cũng đi qua từ vựng xong ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết học ha. Học xong rồi hỏi ha, hoặc là học một cái gì thắc mắc thì hỏi nha. Giá sơ ba bằng các tầng cầm bằng giá sa bà bằng các tầng cầm bằng giá sa bà bằng các tầng cầm bằng, câu này có được bao nhiêu từ? Alo, Sĩ Kim Sĩ Như Quỳnh cho biết câu này có 8 từ. Như vậy là một cái thể thơ gọi là bát ngôn ha. Thể thơ 8 từ. Hòa Thượng năm năm từ gọi là ngũ ngôn ha. Bên ngũ bên bát như trong 8 từ này cái thể thơ của Ấn Độ chúng ta biết trong 8 từ này nó chia ra làm bao nhiêu trường âm, nó chia ra làm bao nhiêu trường âm. Người nói ba, người nói sáu, biết tiếng ai vậy hả? Người đúng phân nửa là bây giờ tiếng ai vậy? Tại sao ba, tại sao sáu? Rồi bây giờ coi như phải có người để mà coi như tìm hiểu ra để làm sáng tỏ tại sao ba, tại sao sáu. Sik Metta ơi, có chút máy không? Sik Metta ơi, có chút máy không? Một bên nói ba, một bên nói sáu. Hay bây giờ làm sao? Lắp kính máy rồi. Trời ơi, Sik Kim có khá thông thông ha. Ở bên này nhìn quả thấu bên kia, giống như trường Sơn Đông, trường Sơn Tây, ở đầu sông, ở cuối sông. Mình biết người ta đọc bài cho rồi, mà chắc có lẽ vậy quá. Mà cho nên không thấy xuất hiện, không thấy đưa tay, không thấy tham gia. Mình chào Shizuka và Dukkha. Rồi, giờ có bao nhiêu trường âm là có sao? Còn bên kia nó có ba, bên ba bên sáu sai lệch nhiều quá. Có một khoảng cách
ba điểm ở giữa. Đấy thì sau đây câu hỏi này hỏi Siddhi Metta, mà Siddhi Metta thấy cũng khó quá, cái này không tham gia hả? Rồi xin niệm từ ơi, sao câu đầu tiên này làm sao cho giải hòa dùm cho hai cái người này đi, một bên nói ba, một bên nói sáu. Thôi bây giờ xin ca niệm từ nó chín đi ha, nó chín đi cho nó huề vốn cho rồi. Mời xin niệm từ nha, có một phân tích làm sao đây? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, trong câu số 1, Giá Sa Ba Bằng Cát Tăng Khâm Ma. Giá Sa Ba Bằng Cát Tăng Khâm Ma. Dạ, trong câu này thì sư ngài hỏi là có bao nhiêu trường âm, thì nếu câu hỏi đó thì con sẽ trả lời là có 6 trường âm. Nhưng mà nếu mà ngài hỏi là trong câu này có mấy loại trường âm, thì lúc đó con sẽ trả lời là có 3 loại trường âm. Trường âm nhấn, yes. Sao xíu như mình cười, làm điểm từ cũng rung. Thôi để con phân tích hết câu này. Giá sa bà bằng cát tăng khâm măng. Giá trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, như vậy trong câu này là có 3 loại trường âm. Trường âm nhấn, yes, khâm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có 3, băng, tăng, măng. Và trường âm thông thường thì chỉ có 1. Dạ, thì con hiểu nghĩa như vậy. Con không biết con phân tích có sai không, thì xin ngài sửa lại giùm con. Dạ, thì con cũng lặp lại sư hỏi chia, con không biết chia lại gì. Ngài sư kêu thì có trong này có hết thảy là 6 trường âm, và được chia ra làm 3 loại trường âm, thì có trường âm nhấn, trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Alo, 123, 123. Siddhi Metta, mời được tay nghe bọn công việc gì đó, không lên. Siddhi niệm từ mời lên, là Siddhi nghiệp quần cười, làm Siddhi niệm từ rung. Rồi cái niệm từ cũng thắc mắc, không biết sức kia nó chia là chia cái gì đây với nó. Nhưng mà cái niệm từ cũng đã hoàn thành xong câu số 1, giá sa ba bằng ca tăng cầm bằng. Sự phân tích của cái niệm từ thì thấy thì gài nữa hả? Không có gài gì hết đó. Để thấy chiếc niệm từ phân tích như vậy thì chiếc kim với lại chiếc nhật quên cũng đúng chứ đâu có sai đâu. Đó. Bên nói sáu, bên nói ba. Sáu là sáu gì? Sáu trường âm. Ba là ba gì? Ba loại trường âm. Đó, chính xác. Nhưng mà nên tại sao chiếc nhật quên cười gì để cho chiếc niệm từ rung? Rồi chiếc kim chán mình chỉ chia cũng không biết ai. Ủa, chứ cái gì đó, trời ơi, bà phải cái gì cũng biết nữa. Nói vậy mà, một cái phải là thấy đã tốt rồi. Mà để tới ba cái phải nữa thì phải mừng chứ sao mà còn ba phải nữa. Tức là coi như một rưỡi ha. Nữa, có chữ nữa hay sao, tức là một rưỡi gì đó. Thôi, như vậy là xin niệm từ đã hoàn thành tốt đẹp. Câu số 1, một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha, trường âm thông thường chữ ba này,
Trường âm nhấn là chữ giáp, chữ câm nè. Và trường âm đọc theo dòng nguyên âm là chữ băng, chữ tấn và chữ mần. Chính xác, xin niệm từ ha. Lần sau cứ bình tĩnh, đừng có thấy người ta cười mà run. Rồi cũng đừng thấy người ta nói chữ chia rồi là sợ. Cũng nguyên phần mình cầm micro là mình nói vô tư, không có chia gì hết đó. Hả? Mình cầm nguyên cái micro chứ không phải trẻ rồi hai chia cho sĩ kiềm đâu. À, đừng có nghe người ta su bậy chia 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 ha. Rồi câu một xong á, bây giờ qua câu số hai. Nhưng mà câu một có ai thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc á, thì mới qua câu số hai nhé. Còn thắc mắc là phải phải làm cho sáng tỏ. Xin Nhật Quỳnh hả? Rồi xin mời. Nam mô Bích Hài dạ. Nam mô Tham Mà dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ. Bảo ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, giống như Sích Kim nói đó bà sư. Đà, sư đặt lại câu hỏi. Nếu con nghe sư nói sai thì con chấp nhận con sai. Mà hãy con nghe đúng á, thì con phải biết con đúng. Chứ còn nói mà phân hai con cười là do niệm từ phân hai. Phân hai nếu mà sư kêu chia có mấy loại trường âm thì ba là đúng. Còn nếu mà nói có bao nhiêu trường âm thì sáu là đúng. Nên ra con cười là như vậy. Nên con kính nhân mít đến ngài để rõ ràng. Hãy dụ như con nghe sai thì con biết con sai. Mà hãy con nghe đúng thì con biết con đúng. Để con tập trung hơn. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, một bên nói ba, một bên nói sáu. Ba với sáu, nói với sự niệm tự. Thôi bây giờ nói chín đi. Tổng cộng cả hai ý kiến đó hiện thành đã chín. Thì như vậy thì mới là ba phải. Còn đây hai người đã đúng rồi. Còn nói cái gì nữa, sức niệm từ khi mà phân tích. Thì câu này là một câu có đầy đủ ba loại trường âm. Người ta gì không cần biết. Nhưng mà cái người đem phân tích để xác minh lại mình đúng nè, mình nói ba là đúng nè, ba loại trường âm. Mình nói sáu trường âm cũng đúng luôn. À, tất cả là sáu trường âm. Thì cái mục đích của chúng ta là cái gì? Cái sự thật của câu này. Còn người ta hỏi gì kệ người ta. Nhưng mà có người đang xác minh, có người đang chia sẻ, có người đang phân tích rõ ràng là như vậy. Thì bây giờ dầu người ta có dài, hoặc là dầu cho người ta có làm cho nó lệch lạc nào, nhưng mà cái người liên quan phân tích để chúng ta thấy rằng cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. À, nhưng mà sự thật của cái câu này là sao? Nó ba là ba gì? Nó sáu là sáu cái gì? Mình xác minh. À, ba là trường âm. Sáu, sáu cái gì? Sáu trường âm. Bây giờ chúng ta bắt lỗi từng từ hả? Nếu mà chúng ta bắt lỗi cái ngôn ngữ thì làm sao thấy được cái sự thật ba và sáu? Nó ba cũng được, nó sáu cũng được. À, như chiếc kem nó lưỡi không sướng. Nhưng mà nhìn vô đây khi phân tích thì mình phải xác minh. À, rõ ràng trường âm thông thường là đứa nào? À, đó là ba này. Chứ không phải má này ha. À, ba là thông thường ha. Má mới đặc biệt nè. Ở đây không có má, cho nên chỉ nói về ba thôi. À, chữ ba là trường âm thông thường. Câu giờ thôi. Ha. Nói sao cũng bị gài. Thôi bây giờ bỏ qua câu số 2. Nói câu giờ không biết làm cái gì, cứ lặp đi lặp lại hoài chán ha. Kusale napithi yati, kusale napithi yati, kusale napithi yati. Câu số 2. Có phải là câu số 2 không? Bây giờ hỏi quý vị câu số 2, có phải là câu số 2 không?
Em quý vị nói ôi câu số 2 là câu số 3 thì sao? Hay là câu số 2 không phải là câu số 1? À, bây giờ trong câu số 2 này, quý vị cho chúng tôi biết có tất cả là bao nhiêu trường âm? Có tất cả là bao nhiêu trường âm? Ô, Shishuka là đi hàng hai rồi. À, đi hàng hai rồi, cho nên vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Có nghĩa là bất giác theo Sikkim nói hai rồi Shishuka cũng bất giác nói hai. À, có phải vậy không bà con? Chữ Lê, chữ Bi ha. Chữ Lê và chữ Bi. À, chữ Lê và chữ Thi, đó là hai trường âm. Trong hai trường âm này thì quý vị thấy nó thuộc về trường âm nhấn phải không? Hai trường âm này có phải là nó nằm trong trường âm nhấn hay không? Phải thôi. Vậy thì câu số 2 này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? À, câu số 2 này chỉ có một loại trường âm, mà đó chính là trường âm thông thường. Như vậy thì câu số 2 này có bao nhiêu đoạn âm? Khó quá hả? Hỏi trường âm thì dễ, mà hỏi về đoạn âm thì thấy khó quá hả? Ủa? Có gì mà có, vẫn trả lời được mà. Kính lễ Ngài Pháp Thành vừa đến với Pháp hội. Xà thủ, như vậy câu số 2 dễ quá mà ha. Không có gì để câu giờ ha. Bởi vì nghe đi vào câu số 2 thì nhiều quá, lâu quá thì sẽ kêu nó ổng câu giờ. Thôi thì không qua. Câu số 1, câu số 2. Sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Yasaba bằng các tầng cầm bằng kusale na vithi yati. Yasaba bằng các tầng cầm bằng kusale na vithi yati. Yasaba bằng các tầng cầm bằng kusale na vithi yati. Rồi, hai câu này có gì rắc rối không? Hai câu này có gì rắc rối không? Nghe không ha. Rồi. Không thì qua câu số 3. Sô y măng lô căng bác hòa xê tí. Sô y măng lô căng bác hòa xê tí. Sô y măng lô căng bác hòa xê tí. Câu số 3. Câu số 3 này. Và câu số 1 có giống nhau không? Câu số 3 và câu số 1 có chỗ nào giống nhau không? Không, không giống hả? Cũng... À, tại sao không giống? Tại sao không giống? Câu số 1 có đầy đủ ba loại trường âm, mà cái câu này tới bốn loại trường âm luôn mà nó sao không giống? Biết không? À. À, con alo, tại sao mà thanh long gì mà chạy vô chạy ra tập thể dục hoài vậy nè? À, tại sao không giống? Vậy thì bây giờ đi vô chi tiết, câu này có bao nhiêu trường âm? Câu số 3 có bao nhiêu trường âm? Có sao trường âm? Đó là ý kiến của Sĩ Kiếm ha. À, chiếc kim nó có sao rồi quý vị vào trang coi nghe cũng không không ai thấy là thấy số 6 chắc chắn là số 7 rồi. Ôi, chiếc số cá cũng nó có sao học rồi ba lần ha, ba lần chứ vẫn sai như thường, chứ đừng có nghĩ rằng nó đến lần thứ 10 cũng còn trật nữa, đừng có nói sai, học rồi ba lần. Rồi, câu này tới 6 trường âm.
Trong sáu trường âm đó thì nó nằm vào mấy loại trường âm? Nằm vào mấy loại trường âm? Hai loại trường âm. Trả lời nhanh nhanh lẹ lẹ đi cho nó tập đi. Rồi rồi khi đó nó tải nhầm. So y măng lô căng bất ba xê tí. Câu này có sáu trường âm mà nó nằm trong hai loại trường âm. Vậy thì hai loại trường âm đó như thế nào? Bây giờ coi như Sĩ Kim lên phân tích đi, để coi học ba lần bây giờ phân tích có đúng hay sai. Phân tích câu này coi có đúng hay là sai. Đừng nói học rồi, giỏi rồi, phân tích chặt lắc. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin phân tích câu số 3 của kệ Pháp Cú 173. So ý măng lô căng pa pa se tí. So ý măng lô căng pa pa se tí. So là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, se là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông thường gồm có bốn chữ là chữ so, lo, pa và se. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai chữ là chữ măng và chữ khăn. Trường âm nhắn là không có. Đoạn âm gồm có ba là chữ ý, chữ phá và chữ tí. Tại câu này nó có tới 9 từ là. Rồi thôi con phân tích luôn số 4 luôn cơ sư. Hay tới luôn bắt tại sư thì khỏi mất công hỏi nữa. Con trả máy lại. Alo, phân tích như vậy ai là không phân tích được? Phân tích vậy là bình thường quá. Cái câu số 3 này, câu số 2, câu số 1 có sự khác biệt thế nào? Câu số 1 thì tới 3 loại trường âm nè ha. Rồi câu số 2 thì chỉ có 2 loại trường âm á. Câu này cũng 2 loại trường âm nè. Thì bây giờ mình phân tích sao cho nó sáng tỏ nhé. Còn có sự khác biệt nào nữa không? Hay là rứa, tức là như vậy, có gì khác biệt, phải thấy sự khác biệt như vậy chứ. Thế còn bây giờ nó ở câu này giống câu số 2. Câu 2 chỉ có 3 loại, câu 2 3 loại ha, phải không bà con? Câu 2 3 loại, câu này có 6, nếu mà phân tích như vậy, câu 2 có. Câu 2 chỉ có một loại thôi chứ gì đâu mà hai loại. Câu 2 chỉ có một loại thôi sao hai loại? Tức là một trường âm thông thường. Còn câu số 1 mới là ba loại trường âm. Còn câu số 3 này phải có sự khác biệt. Phải có sự khác biệt. Chứ nếu phân tích như vậy thì thông thường. Ai phân tích là không được. Quý vị thấy sự khác biệt trong câu số 3 này có điểm nào? Quý vị tìm ra sự khác biệt đó. Chị Kim cười. Cười cười trừ. Tìm không ra. Không thấy cái gì lạ hết chứ nó cười trừ. Còn cái sự nghiệp Quỳnh nó có 9 nè. 9 lên là sự khác biệt. Thể thơ này là thể thơ bát ngôn, tức là 8 chữ. Nhưng mà câu này á, không phải gì đoạn âm gì hết đó. Nó dư một chữ trong đó. Dư một chữ trong đó. Cho nên đó là sự khác biệt. Chứ còn mà trường âm, đoạn âm này kia thì cái chuyện nó thông thường rồi. Nó khác hơn mấy câu kia là hơn một chữ mà thôi. Rồi cái gì mà câu ba thì có sáu đoạn âm là chữ nào mà sáu đoạn âm đâu
chữ ý là một nè, chữ ba là hai, chữ tí là ba, ba đoạn âm mà nó tới sáu đoạn âm. Wow, nghĩa là coi như Lan phân tích vậy rồi, bây giờ còn còn chát lên còn chọc 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 nữa ha, quậy ha. Rồi như vậy câu số ba, bây giờ một người khác đi lên phân tích lại để cho chị Kim coi như sáng con mắt ra đi. Phân tích kiểu đó rồi cái lên là chát chót cái này nữa rồi làm phân tâm. Ơ Shizuka ơi, à câu số ba làm cho sáng đỏ đi ha. Shizuka à, cầm biết được không? À, Shizuka chắc là bận rồi. Ủa rồi đưa tay ha. Phân tích làm sao cho Sĩ Kim sáng một mắt ra đi. Alo. Dạ con kính tri ân sư. Con xin cảm ơn cô Nhật Huyền cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ lễ thượng tọa Trí Đức, thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, à, con cùng chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích số 3 của câu kinh góc số 173. Sô ý măng lô căng pháp pha xê ký. Sô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, C là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dạ câu này có 5 2 4 6 8 9 sô sô lô và C là 4 trường âm thông thường và măng căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm và ý phá tí là ba đoạn âm. Đã con đã phân tích xong. À giờ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. À, sa thủ Sika Sukha rõ ràng chính xác hay hơn là chiếc kim, nghĩa là vô đầu là xác nhận câu này 9 từ à, đó là một cái sự nhận định tổng quát. Rồi trong trong 9 từ đó thì nói rằng trường âm thông thường có 4, tức là số lô pha xê. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2 là chữ măng và chữ cần, rõ ràng là như vậy đó à. À, hồi nãy người ta lên hù, người ta lên hù gọi là rất đài ha, làm cho người ta khớp nè, rồi nó chết chết nữa. Trời ơi, người ta phân tích tại người ta đúng sai là quyền của người ta, để cho họ tự nhiên bình tĩnh. Cái cứ hù hù cái này là coi như làm rối đầu hình luôn ha. Mến chào sư Diệu Minh, sư Châu Nguyễn vừa đến với pháp hội ha. Không có hù nha, để cho người ta tự cái hù cái này là mời người ta ai dám lên nhà cầm mic hả. Chị Kim có muốn ăn chè không? Ăn chè thì cho một chấm đỏ, chè đậu đỏ đi cho khỏi quậy. Rồi như vậy câu số 3 cũng đã giải quyết xong ha. Bây giờ tới câu cuối cùng, câu cuối cùng ốc pha mút tô quá trần đi mà ốc pha mút tô quá trần đi mà. Ồ câu này chắc là dễ cho nên chút mấy tay đưa tay xà thủ xin mời.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia Mô Tha Ma Gia Nam Mô Sang Kha Gia. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Thanh, con kính lễ cô nữ Tị Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con bận quá, con không có cầm mic được. Con cũng nghe sư kêu con mấy lần nhưng mà con không có cầm được. Thành ra bây giờ thôi thì con phải cầm mic cái câu cuối cùng. Dạ, con xin phân tích cái câu số 4. Appha mutto vacchan dhimma. Appha mutto vacchan dhimma. Dạ, app là trường âm nhấn và pha là trường âm thông thường. Mut là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường và quá đoạn âm. Chan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm và ma là trường âm thông thường. Dạ, như câu này thì trở lại bình thường. Con nhắc lại là câu này có 8 từ, trong đó có 3 và có 3 trường âm thông thường, đó là chữ pha, chữ tô và chữ ma. Và cũng có 3 trường âm nhấn, đó là chữ áp, chữ mút, chữ chanh. Và còn lại là đoạn âm, đó là chữ quá và chữ đi. Và như vậy thì câu này chỉ có 2 loại trường âm thôi, đó là trường âm thông thường và trường âm nhấn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con phân tích như vậy có gì sai hay không thì sư sửa cho con. Con xin xuống mic. Alo, câu cuối cùng là câu không mời ai hết á, nhưng mà Sức Mê Ta tự nguyện tơ tai lên phân tích. Và sự phân tích của Sức Mê Ta thì quý vị thấy đúng hay sai? Có ai thấy Sức Mê Ta phân tích không đúng? Sức Mê Ta cũng không tự tin nữa. Khi mà phân tích xong không biết đúng hay sai nữa, giờ này nhờ chỉnh sửa. Dạ, đúng quá, đúng mà còn đúng vừa vừa, đúng quá, đúng hơi hơi nữa chứ. Đúng, nó đúng cho rồi, chứ còn nó đúng quá là sao? Là quá đúng hả? Đúng quá là quá đúng. Không ai có ý kiến gì là quá đúng, chứ đừng có nói đúng quá hả? Rồi, xà thủ xin mê ta. Như vậy thì câu Phật ngôn 173 chúng ta cũng đã hoàn tất ha. Riêng câu số 3 và câu số 4 trước thì chúng ta qua phần kia ôn lại chút ha. So imang lo kang bap pa se ti ap pa mu to wa chan ni ma. So imang lo kang bap pa se ti ap pa mu to wa chan ni ma. So imang lo kang bap pa se ti ap pa mu to wa chan ni ma. Right. Như vậy trường âm, đoạn âm chúng ta đã tích xong. Bây giờ đi vô cái phần hơi khó hơn chút nữa. Từng câu bây giờ nguyên bài. Khi phân tích xong thì chúng giọng đọc của chúng ta, quý vị chú ý trường âm và đoạn âm. Thì khi mà chúng ta mệt nghỉ thì phải nghỉ nơi trường âm, chứ không nên nghỉ ở đoạn âm. Lâu trường là dài mà đoạn là ngắn. Mà nghĩ nơi đoạn âm tức là chúng ta hụt hơi, hụt hơi. Và nghĩ nơi trường âm thì chúng ta cảm thấy rằng nó nhẹ nhàng hơn. Và đó là một quy luật. Quý vị chú ý khi nào mà hết hơi thì nó kéo dài ra. Nghĩ nơi trường âm, không nên nghĩ nơi đoạn âm ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc, quý vị chú ý nè. Yas
sa bà bằng ca tăng cầm mặn cụ sa lệ na vi thị gian tí sổ y mặn lô cần bao phà xê tí ấp phà mô tổ quán chạy. Yassa bà bằng ca tăng cầm mặn cụ sa lệ na vi thị gian tí sổ y mặn lô cần bao phà xê tí ấp mô tô quan trần đi mà giá sa bà bằng cá tầng cầm bằng cú sa lề na bi thì giá tí sổ y mằng lô cần ba phà xề tí ấp phà mô tô quan trần đi mà ai dùng các hạnh làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này trăng thoát mây che. Rồi đọc vậy mà hay ha, xí xú cá đưa nghĩa là tặng bông rồi cái đưa tay liền ha, rồi trời mì ăn liền, chỗ này là quan hỷ quá. Xin mời. Dạ alo. Dạ con kính thiên sư. Dạ con tranh thủ. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ lễ thượng tọa Chí Đức, thượng tọa Pháp Thanh, cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 173. Sập cát tăng cầm cú sa lê la pi thi gia ti so y mang lo kang pa pha se ti áp pha mút tù pha chan di ma. Giá sa pa tăng ca tăng kam mang ku sa lê na pi thi giá ti. So y mang lo kang pa pha se ti áp pha mút tù pha chan di ma. Giá sa pa tăng ca tăng kam mang ku sa lê na pi thi gia ti so y mang lo kang pa pha se ti áp pha mút tù hoa chan đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thọ lào chí nhân chiếu sáng trần lao trời quang mây tạnh trắng sao đời này. Đó là bổ thư của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc bài sau, đã con có đọc sai trường âm đoạn âm thì con kính thiên sư sửa sai cho con. Nam mô Bụt Tha Ra, con xin chứng minh. Sà thủ Sisuka đọc như vậy là thành công. Nhưng mà cả nhà muốn nhận được ba cành hoa của Chích Meta của cô tu nữ tự duyên thì Sisuka chú ý chỗ này ha. Bi thì giá tí sổ, bi thì giá tí sổ, tức là chữ giá tí không nên kéo dài, mà không nên đọc chậm. Bi thì giá tí sổ, qua chữ sổ chúng ta mới có quyền kéo dài. Còn chữ giá tí mà nếu mà đọc chậm á, thì chúng ta là nghĩ tưởng nó là trường âm. Thì số gá chú ý ha, ví dụ giá sa bà bằng ca tầng cầm bằng phú sa lề na bi thì giá tí sổ bi thì giá tí sổ y mằng lô cần ba phà xề tí ấp phà mút tù qua trần đi mà. Tức là những cái đoạn âm chúng ta cố gắng chạy qua trường âm, đừng có kéo dài những đoạn âm, đừng có đọc những cái đoạn âm quá rõ ràng, làm cho những cái trường âm bị lu mờ. Đó là ý kiến muốn cho sư ta, sư cá coi như có một cái giọng đọc chuẩn hơn.
hay hơn, thì góp ý với sư Sukha vậy thôi. Rồi bàn tay kế tiếp. Con xin kính chào chư sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú kệ 173. Cảm ơn cô Mít Trà Châu Nguyễn, cô Thị Duyên cho âm thanh rõ. Máy bay nhà bay ghê gì trời. Đi 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 đi. Giác sa ba bằng ca tăng khăm măng khu sa lệ nắp bí thị giác thí sô y măng lô căng pa pa xê tí áp pa múc tô qua chẳng đi mà. Giác sa ba bằng ca tăng khăm măng khu sa lệ nắp bí thị giác thí sô y măng lô căng pa pa xê tí áp pa múc tô qua chẳng đi mà. Giác sa ba bằng ca tăng khăm măng khu sa lệ na pi thị giác thí sô y măng lô căng pa pa xê tí áp pa múc tô qua chăng đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như chăn thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai xin sư sửa, con xin trả máy lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Thanh, con kính lễ Cô Tu Nữ Tị Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 173. Giác xá bà bằng các tàng cấm mạng, cú xá lề ná bí thị, giác tí sổ ý măng lô căng. Dạ, rồi nó chạy đâu mất. Dạ. Con xin đọc lại. Yat sa bằng ca tăng cấm măng. Cú sa lề na bi thi yat tí sô. Y măng lô căng. Pa pha xê tí áp pha mút tô. Qua chành đi mà. Yat sa bà bằng ca tăng cấm măng. Cú sa lề na bi thi giác tí sổ y măng lô căng bá phà xê tí áp phà mút tô quá chành y mà. Giác xa bà bằng cấm cá tăng cấm măng cú xa lệ ná bí thị giác tí sổ y măng lô căng bá phà xê tí áp phà mút tô quá chành y mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yat sa bà ca tăng cấm măng, cú sa lề na bi thị, yat tí sô y măng lô căng, bá phà xê tí áp phà mút tô, quá dành đi mà. Và con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp, đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao trời quang mây tạnh, trăng sao đời này. Và con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầya,
Nam mô tham ma giá, nam mô sang kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp thanh, và con kính lễ đảnh lễ cô tu nữ tự duyên, và con chào đạo tràng. Nha. Con cảm ơn cô tự duyên, cảm ơn Smita, và cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 173. Yassapa bằng các tăng khẩm mừng kusa kusa lệ na bi thi yati so imang lo căng ba pha se ti áp pha mutto wa chân di ma yassapa bằng các tăng khẩm mừng kusa lệ na bi thi yati so imang lo căng ba pha se ti áp pha mutto wa chân di ma Yassapa bằng các tăng khẩm mừng kusa lệ na bi thi yati so imang lo căng ba pha se ti áp pha mutto wa chân di ma. Dạ, con xin đọc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con không thấy bài. Dạ, cái bài nó mất lên trên chút xíu quá. Dạ, con không thấy bài của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy con đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức nhỉ. Con cũng mất luôn rồi. Dạ. Yassapa bằng các tăng khẩm mừng kusa lệ na bi thi yati so imang lo căng ba pha se ti áp pha mutto wa chân di ma. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Yassapa bằng các tăng khẩm mừng kusa lệ na bi thi yati so imang lo căng ba pha se ti áp pha mutto wa chân di ma. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng dạ. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trắng sao đời này. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai xin ngài sửa lời con. Dạ, con xin dâng bích lại cho đạo tràng. Dạ, con đọc tiếp, trả bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng hiện diện. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và con xin đọc cú số 70. Linh hoa đã cho sắp cắt cốt lệ nắp số in bắt phá áp và mút tổ sắp và bằng cầm ma bít thì giới tí số y mặn lô cả ba pha xê tí áp
Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực này như trăng thoát mây chặt. Khổ thơ này của Hành Châu. Giác sát bà bằng các tầng cầm mặn, cú xa lệ nắp bí thị giá tí sổ y mặn lù cằn, bà phà xê tí áp phà mút tô quá chẳng đi mà. Giác sát bà bằng các tầng cầm mặn, cú xa lệ nắp bí thị giá tí sổ y mặn lù cằn, bà phà xê tí áp phà mút tô quá chẳng đi mà. Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phổ thơ là hồi đầu làm ác hành lành, làm cát. Hồi đầu làm cát hành lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh, trăng sao đời này. Dạ, bổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Để đi đọc lại câu câu tiếng Việt này. Hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh, trắng sao đời này. Trắng sao đời này hay là trắng sao đời này, có cái dấu gì vậy? Dạ thôi, tự nhiên xin xuống đất. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Tuệ Duyên, cô Meta Liên Hoa đã cho con biết tín hiệu. Dạ con phép được đọc câu pháp cú số 173. Yassa ba bằng ca tăng cầm mang ku sa lê na pi thi ya ti so i mang lo căng ba pha se ti áp pha mút tô quá chàn đi mà. Yassa ba bằng ca tăng cầm mang ku sa lê na pi thi ya ti so i mang lo căng ba pha se ti áp pha mút tô quá chàn đi mà. Yassa ba bằng ca tăng cầm mang cú sa lê na pi thi ya ti so i mang lô căng ba pha se ti áp pha mút tô quá chàn đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh, trăng sao đời này. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con đảnh lễ sư phụ Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú 173. Yassa pa bằng các tăng cầm mang cú sa lê na pi thi yat ti so i mang lo căn pa pa se ti áp pa mút tô vát chan đi mà. Yassa yassa pa bằng các tăng cầm mang
kusale na pipithi yati so imang lokang papa se ti appa mutto vachandi ma yassa pa pangkatang kamang kusale na pithi yati so imang lokang papa se ti appa mutto vachandi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thọ nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạch trắng sao đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ, con có đọc sai xin sư sửa giúp con. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123. À, Sếp Liên Hoa nghe rõ không? À, có một từ. Chỉ có lần thứ ba mới đọc đúng. Còn lần thứ nhất, lần thứ nhì à, chưa được tự tin lắm. À, Sếp Liên Hoa biết cái chữ nào không? Bị thì giá tí. Bị thì giá tí. À, chính cái từ đó mà lần thứ ba đọc mới chính xác. Lần thứ nhất, lần thứ nhì đọc coi như là không được chuẩn lắm ha. Thế bây giờ cố gắng chỉnh sửa lại đó, rõ ràng với Sĩ Nhật Quỳnh đưa lên bi thì giá tí, bi thì giá tí ha. U sa lề na bi thì giá tí à. Thì à, đọc mặc dù vô trễ nhưng mà đọc như vậy cũng là tiến bộ. Hai lần trước sai, không được ổn định, nhưng mà lần thứ ba đọc là thấy rõ ràng. À, xà thủ, cố gắng bổ sung một chút à, thì nắm rõ được cái vấn đề và đọc chính xác hơn ha. À, xà thủ trên đèn hoa à, tinh thần của quý vị rất là tuyệt vời. Ủa, còn nhiều người chưa đọc mà. Quân Minh Tâm nè, ai nữa, Sức Thiên Thạc nè, Sức Phạm Vượng nè, Sức Diệu Minh nè. Rồi, còn vị nào đọc nữa không? Rồi, xin Nhật Quỳnh hả? Rồi, xin mời. Nam Mô Bụt Thà dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn cô tỳ viên chị Metta cho Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tỳ viên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và con xin được trả bài pháp của kinh số 173. Yassabha bằng cách tăng cầm măng Kusale na bi thị yati sơ y măng lơ căng bá phà sê Ti áp phà mụt tờ quá chanh đi mà Yassabha bằng cách tăng cầm măng Kusale na bi thị yati sơ y măng lơ căng bá phà sê Ti áp phà mụt tờ quá chanh đi mà Yassabha bằng cách tăng cầm măng cu sát lệ na bi thị gia ti sơ y măng lô căng ba phà sê ti áp phà muột tờ và chanh đi mà Yassabha bằng cách tăng cầm măng cu sát lệ na bi thị gia ti sơ y măng lô căng ba phà sê ti áp phà muột tờ và chanh đi mà Ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đây là bản kiểu ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hồi đầu làm ác, hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai, ngài chỉ dạy cho con sửa. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào xung phong đưa tay thì Nhật Quỳnh nhường mic, chứ Nhật Quỳnh không dám mời.
Tại vì bạch ngài có người hâm con, nếu mà con mời hoài là trốn luôn không dùng, nên là con không có dám mời. Và vị nào chưa trả bài và quan hỷ thì cứ đưa bàn tay lên. Nhà con kính dâng mít đến đạo tràng. Nó mùa mà sân khai, con thấy không có ai lên hết á. Dạ con có một câu hỏi thắc mắc, con xin sư phụ trả lời giúp con ạ. Dạ tại vì con có nghe mấy sư bên Sri Lanka tụng kinh á, thì cái người ta dừng lại ngay cái câu ngắt các sư, mà con thấy trong đây sư dạy á, là khi mà mình đọc thì mình ở ngay đoạn âm á, thì mình sẽ phải nối liền trường âm mình đọc. Đó là con thắc mắc là một chút xíu là cái nguyên tắc đọc thực sự nó là như thế nào, con chưa có nắm rõ được đó. Nên là con muốn sư giảng kỹ để khi mà con đọc đó, thì con biết rằng là tại vì khi mà con đọc ở trong đây đó, thì sư là ví dụ như là kusale lapithi yatiso imang lo kang, nhưng mà ở con nghe mọi người đọc đó, thì là kusale lapithi yatiso imang lo kang papaseti và mút tổ và chàm đi mà. Dạ, nó có một cái dấu ngắt ngừng ngay đó, nên là con chưa có hình dung được là thật sự cái nguyên tắc đọc nó là như thế nào. Dạ xin sư phụ con ạ. Dạ con xin biết. Sa thu xin điều hòa. Một sự thắc mắc là chính xác. Tại sao dừng lại nơi đoạn âm? Mà đoạn âm đó chính là những cái động từ nó nhấn mạnh ý nghĩa của cái câu nói. Ví dụ yassaba bằng các tầng cầm bằng của sa lề nạp vi thì giá tí. Chúng ta dừng lại chữ giá tí để làm gì? Để xác minh rằng ai dùng các hành lành làm xóa mờ nghiệp ác, tức là do những cái thiện sự mà nó hóa giải đi những cái xấu xa tội lỗi. Ai tạo nhiều công đức thì những cái thiện sự này, những cái công đức này nó làm cho những cái ác nghiệp của chúng ta giảm thiểu. Thì chữ bi thi giá tí, cái động từ này nó nhấn mạnh vậy. Khi mà chúng ta coi như nhấn mạnh một vấn đề gì, chứng minh một vấn đề gì, thì lấy một câu Phật ngôn không phải nguyên câu, mà chỉ lấy ra cái đoạn chính, cái động từ bi thi giá tí. Thì như vậy, trong cái đọc và tụng nó khác nhau. Đọc là chúng ta làm sáng tỏ ý nghĩa, đọc lại cái câu này, nhưng mà phải nêu rõ cái đoạn chính là yassaba bằng các tầng cầm bằng của sa lề nó bị thì giá tí, do những cái thiện sự mà cái ác nghiệp nó không phát triển hoặc là nó tiêu tan đi. Ahosikam tức là cái nghiệp mà mình tạo được những cái nghiệp thiện nhiều thì cái ác nghiệp nó bị xóa mờ, tức là vô hiệu nghiệp. Thì cái chữ bi thi giá tí, cái động từ này mình phải làm sáng tỏ. Còn mà nếu mà tụng á, phải tụng nguyên bài. Còn đọc á, thì chúng ta nêu ra một vài điểm chính để
mình làm cho cái minh chứng cho cái câu chuyện, minh chứng cho một cái việc làm, minh chứng cho một cái gì đó được sáng tỏ, thì cái đó gọi là đọc. Còn tụng á, thì chúng ta phải tụng trường âm, đoạn âm cho nó rõ ràng. Kinh á, thì chúng ta đọc cũng trường âm, đoạn âm. Còn kể thì sao cũng được. Kinh, kể, tán, tụng, theo nghi thức Phật giáo thì có nhiều hình thức. Thì sự thắc mắc có chức liên hoa. Ví dụ như người Myanmar họ cũng đọc kinh, rồi họ đọc cái nghĩa của người ta. Campuchia cũng vậy. Ví dụ như một đoạn kinh, rồi ý nghĩa của đoạn kinh đó như thế nào, Phật Quan Thế Tập và Mangalang, thì người ta họ sẽ giải thích tại sao Phật Quan Thế Tập và Mangalang có nghĩa là sự hạnh phúc thường có đến người. Mangalang tầm buôn châu miền đò nẹt. Thì họ dịch ra cái câu đó, một câu Pali, một câu nghĩa, cũng giống như trong cái kinh sách mà Ngài Hộ Tông Ngài dịch, Ngài cũng dịch theo kiểu đó. Tức là Phavatuttapa Mangalang, tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Mangalang tambun chomien rane Rakkhantuttapa Devata Somtevada tango bay bay krasa no me. Người ta dịch từng câu ra như vậy. Còn bây giờ mình đọc nguyên một phần Pali xong rồi qua nghĩa Việt. Ví dụ Yasaba bằng các tăng cầm bằng của sở đề nặng vị thi và thi sôi bằng lô cầm bậc ba xê thi ấp và mút tổ quá trình đi ma. Ai dùng các hành lành cho mờ, làm cho mờ nghiệp ác, cho sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Nhưng mà làm sáng tỏ thì người ta họ nhắc ra, nhấn mạnh Yasaba bằng các tầng cầm mần của sở thề nó bị thi và ti, tức là do thiện sự mà các cái ác nghiệp á nó tiêu, nó giảm hoặc là nó đoạn trừ đi, tức là xóa mờ nghiệp ác do cái động từ bị thi và ti. Tức là mình muốn nhân thì phải chất đoạn, cũng giống như ca lương một cái đoạn nào hay á thì mình ngắt ra, mình chích ra, chứ không phải ngâm lần sáu câu đứt hơi luôn. Câu nào hay á thì mình thấy tâm đắc thì mình lấy một câu hai câu nói lên ý nghĩa. Thì cũng giống như chỗ này, câu Phật ngôn này, tức là cái thiện sự, cái phước nó làm cho cái tội giảm thiểu. Thì mình chỉ lấy hai câu Yasaba bằng các tầng cầm bằng của sở đề nó bị thi gia ti là đủ để xác minh cái vấn đề, làm sáng tỏ vấn đề. Tại sao coi như người Myanmar tụng đọc cái giọng vậy, người Campuchia đọc cái giọng khác, và cái người Sri Lanka đọc khác nhau? Thì trường hợp này ngài Liêu Tông là một vị mà coi như nghe nhiều hoạt động, có trường lớp, với nào hỏi ngài thì rõ ràng hơn. Còn chúng tôi chỉ là ít ngồi đi giếng thôi ha. Có sao nói dạy người ơi. Rồi thông cảm nha. Mà cái điều quan trọng á là lúc này chưa phải lúc hỏi. Làm câu giờ chứ đó là bà con nghe là phàn nàn. Thôi bây giờ dòng kinh xong rồi phải không? Bây giờ qua dòng kệ. Kinh là mới tới kệ chứ, tụng là mới tới đọc nhá ha. Rồi bây giờ là kinh xong qua người dòng kệ ha. Giá sa bà bằng các tầng cầm mần của sa lệ nó bị thì giá tí sổ y mần lộ cần bác phà xề tí ấp phà mút tổ quá chành đi mà. Giá sa bà bằng các tầng cầm mần của sa lệ nó bị thì giá tí sổ y mần lộ cần bà pha sê tì ngầm pha môn tố và chân đi mà. Giá sa bà bằng các tầng cầm mần của sở lệ nó bị thị giá tí sô y mần lô cần bà pha sê tì ấp pha mô tố và chân đi mà. Giá sa bà bằng các tầng cầm mần của sở lệ nó bị thị giá tì
soi mang lo căng ba pha se ti ngầm pha mô tô và chân đi mà yasa ba bằng các tâm mang của sở lệ nó bị thì yết đi soi mang lo căng ba pha se ti áp pha mô tô và chân đi mà yasa ba bằng ca tăng cầm mang cu sở lệ na bị thì yết đi soi mang lo căng ba pha se ti ngầm pha mô tô và chân đi mà ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác cho sáng được đời này như trăng thoát mây che. Rồi xin chào chồng nguyện bộ quan hỷ ha. Thôi xin chào nguyện đưa tài cho đi. Alo, 11 tuổi mà sinh hoạt như thế này, đọc dòng kinh hay như vậy thì chắc là dòng kệ còn hay hơn nữa. Rồi mời xin chào nguyện. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ chư tôn đức tăng. Dạ con chào toàn thể đạo tràng. Dạ sao sư cho con mở hàng sư, bữa nay giọng con nó đã lắm luôn rồi. Con kể dắt nó khủng khiếp. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã boss bài giùm con ạ. Con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được kể ạ. Dạ sa ba băng ca tăng cầm măng cu sa lê na bi thi ya ti so y măng lô căng ba pha se ti a pha mu tô wa chan di ma. Dạ sa ba băng ca tăng cầm măng cu sa lê na bi thi ya ti so y măng lô căng ba pha se ti a pha mu tô wa chan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sinh thở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và thưa con đã kể xong ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con cũng dừng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sangkhaya. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Hoa Chư Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và cảm ơn nha chị Meta Châu Nguyễn đã cho biết nghe rõ. Dạ bây giờ thì xin kể câu pháp cú số 173. Dạ Nhật Quỳnh bắt bài lên dùm Nhật Quỳnh. Alo, alo. Dạ, thấy rồi, dạ cảm ơn. Dạ sa ba băng ca tăng cấm măng cô sa lê na bi thi gia ti sợi măng lô căng ba pha xê thi ấm pha mút tô qua chăn đi mà nhật sa ba băng ca tăng cấm măng cô sa lê na bi thi gia ti sui măng lô căng ba pha sa
ti se ti amba mundo vacchan di ma nhật sa pa băng ca tăng cam măng cô sa lê na bi thi ya ti sê măng lô căng ba pa sê ti âm ba mụn tô wa chan di ma ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Nhật ra ba băng ca tăng cắm măng, cô xa lê na bi thi gia ti, rồi măng lô căng ba pha xê ti. Âm ba muốn tô qua chân đi mà ai dùng các hành lành xóa mờ làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Khổ thân này của hòa thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hành lành xóa mờ các nghiệp đã sanh thỏa nào, trí nhân chiếu sáng trùng lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Tự nhiên đã kể xong. Rồi bây giờ tự nhiên xin xuống mít. Bây giờ xuống mít rồi quý Phật tử vị nào lên kể chứ. Nghe Nhật Bình nói mời bỏ trốn, tự nhiên cũng không dám mời luôn. Bây giờ tự nhiên xin xuống mít. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bụt Thầy giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tâm đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô Tệ Duyên, chị Meta cho Nhật Quỳnh biết tiếng tích, biết được tín hiệu. Cảm ơn cho Nguyễn. Và chị Meta có trước máy, chị Meta có lên kệ không, có cầm mic được không? Thì Nhật Quỳnh kính mời chị trước ạ. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Mê Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Hôm nay thì mẹ ta cũng giống như Châu Nguyễn là cái tiếng nó khàn đặc dữ lắm. Nhưng mà dẫu sao thì dẫu gì thì cũng phải ráng kể. Dạ, con cũng xin kể câu Pháp Cú 173. Yat sa ba băng ca tăng cầm măng cô sa lê na bề thi ya tê so y măng lô căng ba pha sê tê áp pha mút tô hòa cháy ma yat sa băng ca tăng cầm măng cù sa lê na bì thi ya tì so y măng lô căng bà pha sê tì áp pha mút tô hòa chanh đi mà yat sa ba băng ca tăng cầm măng cô sa lê na bì thi ya tê so y măng lô căng bà pha sê tê
áp pha mút tô hòa chăn đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Nghĩa Đức. Và Meta xin trả máy lại cho đạo tràng. Nam Bích Tha dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Mến chào Diệu Sanh 83 Diệu Giao đạo tràng. Và cảm ơn cô tu nữ trị viên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và cảm ơn Liên Hoa. Cảm ơn Châu Nguyễn. Liên Hoa có cầm mic được không? Liên Hoa có kể được không? Thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Liên Hoa. Nhật Quỳnh mà nghe Liên Hoa mà gọi ngài Trị Đức sư phụ cho Nhật Quỳnh nghe nó ngọt lắm đó Liên Hoa. Thật tình mà nói luôn đó, đời mà Liên Hoa nghe. Nam mô Bức Thà giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sàng Khà giá. Và một lần nữa con đảnh lễ sư phụ Trí Đức, con đảnh sư Pháp Thanh, con đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con đang hái mứt đầu nên lật đật nghe cô gọi lật đật chạy xin kệ câu kinh Pháp Cú 173. Yassapapang katang kamang kusalena happy thi ya te so imang lokang papa se te papa mutto va chan di ma. Cái khúc này hình như con bị sai rồi. Yassa papang katang kamang kusalena happy thi ya te so imang lokang papa se te Papa mutto ho vachan di ma. Yassa papang katang kamang kusalena pithi yate. So imang lokang papa sete. Apa mutto vachan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong mà, con cảm ơn mọi người đã ủng hộ con. Dạ con xin xuất mít. Xà thú Liên Hoa nghe hai bầu hai mướp Nhật Quỳnh nghe ham luôn đó. Vậy mà vừa hai bầu vừa hai mướp mà còn kệ được, quá hay phải không quý vị? Rất là hay. Và cảm ơn cô tu nữ Tự Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Phố Biển ơi, bữa nay có bớt ho không Phố Biển? Có cầm mít được không Phố Biển ơi? Nếu mà cầm mít được mà bớt ho thì có thể. Quá hay phải không chị Bát Tà? Đúng rồi. Dạ đúng á, Nhật Quỳnh mà nghe mà trái cây mình ở tại vườn, Nhật Quỳnh ham lắm, dạ rất là ham, không biết tại sao vậy đó, dạ. Phố biển đâu rồi? Trần Thanh Thông Thượng quá giỏi, bởi vậy nghe mà mình trồng được ăn là rất là ngon, dạ dạ đưa bàn tay lên đi cô Đương. Dạ nhưng mà con biết đọc à cô ơi, con chưa có biết kể. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Ngài Pháp Thanh. Con kính
Lễ cô Tổng nữ tự duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ. Con xin trả bài câu pháp cú 173. Yat sa ba bằng ca tăng cam măng cú sa lề na bi thì giá tí sô y măng lô căn ba pha xê tí áp pha mút tô vát chân đi mà yat sa ba bằng ca tăng cam măng cú sa lề na bi thì giá tí sô y măng lô căn ba pha xê tí áp a mút tô quá chan đi ma ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin hết, con xin gửi mic lại cho cô ạ. Dạ xà thu xà thu, kính cảm ơn cô Biển. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ bây giờ thì con xin được kể bài pháp cú kinh số 173. Dạ cảm ơn cô Tự Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và sa ba băng cà tăng cam măng cú sa lê na vị thị giá tì sở y măng lô căng bà pha xê tì a pha mát tơ và chánh đi ma. Và sa ba băng cà tăng cam măng cú sa lê na vị thị giá tì sở y măng lô căng mà pha xê tí a pha mút tơ và chẳng đi mang. Và sa ba băng cà tăng cầm măng cứu lê xe cứu sa lê na vì thi giá tì sầu y măng lưu căng mà pha xê tí a pha mút tơ và chẳng đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tặng trăng sao đời này. Dạ đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chi tôn Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con nghĩ chắc không còn bàn tay của vị nào nữa. Dạ kính chào đức bạn như vào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng và dạ, cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Ngài có nghe được âm thanh con không? Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn những cành hoa tươi đẹp quý vị đã tặng cho Nhật Quỳnh. Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Sa thú, sa thú, quý vị rất là tuyệt vời. Giọng kinh cũng hay, và giọng kệ cũng hay luôn ha. Kinh kệ đều hay cả. Giọng kinh và giọng kệ là một âm thanh để chúng ta diễn tả những lời dạy của Đức Phật. Thì bây giờ qua câu kinh tiếng kệ này, nội dung của câu Phật ngôn 173, chúng tôi xin đưa lại để cho quý vị thấy rõ ha. Câu 173. Yasaba bằng các tầng cầm bằng của sa lê nó bị thì giới tí sô ý mằng lô cần bắc và xê tí ốc và mút tô quá chân đi mà. Sa ba băng ca tăng cầm bằng cu sa lê na bị thi gia tì xôi măng lô căng ba pha xê tí âm pha môn tô qua chân đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác
cho sáng được đời này như trăng thoát mây. Thấy một cái nickname mới đến với đạo tràng của chúng ta hả? Chưa có rành lắm, là cái nickname Diệu Thanh Tâm Ba. Cái nickname này chào coi như là sư Pháp Thanh rồi sư Minh Tâm hả? Làm cho huynh Minh Tâm sợ quá, không thấy đưa tay lên đọc kinh hay là đọc kệ gì hết. Huynh Minh Tâm là một Phật tử chứ không phải là ông sư ha. Rồi cái nickname Diệu Thanh này coi như chắc mới đến đạo tràng chưa rành ha. Huynh Minh Tâm cũng bỏ qua đi, người ta chào mình ông sư mà có mắc cỡ gì, phải lên đính chánh chứ. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự của Phật ngôn 173. Khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên, thì ngài đề cập đến ngài Angulimala, là Anguli tức là ngón tay, Mala là những cái bông hoa, mà Angulimala tức là những bông hoa bằng ngón tay. Thì tại sao có cái tên này? Bởi vì đây là một kẻ cướp khi mà chưa xuất gia, tức là giết người để lấy cái ngón tay mà thôi. Và khi lấy ngón tay như vậy thì sâu lại thành ra một tràng hoa, cho nên có tên là Angulimala. Bởi vì nghe lời của thầy mình là khi mà giết đủ 1.000 người á, thì ông thầy ông sẽ truyền cho một độc chiêu, tức là đối với thế gian này hy hữu. Nghe lời thầy cho nên Angulimala đã đi giết người, và sâu những cái tràng hoa đó, sâu những ngón tay đó trở thành những cái tràng hoa, cho nên có tên là Angulimala. Thật sự tên của Angulimala ở ngoài đời là Ahinsa, Ahinsako tức là vô hại. Nhưng mà từ khi mà giết người nhiều quá thì có cái tên Angulimala. Trong cái bài kinh Angulimala, khi mà ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, ngài rất là chuyên tâm thực hành theo giáo pháp và không bao lâu chứng đắc thánh quả A-la-hán. Rồi khi đó ngài thường kiếm cái nơi vắng vẻ để độc cư nhàn tịnh, sống hưởng cái sự hạnh phúc của giải thoát, và ngài thốt lên những cái cảm hứng trong khi hưởng sự an vui đó. Có nghĩa là người nào trước kia đã dễ vui, về sau không dễ vui, người đó thường rọi sáng thế gian ví như cái vầng trăng thoát khỏi cái áo mây mờ. Sau khi nói đây những cái ngôn hỷ về và cái sự cảm hứng của mình như vậy, thì ngài viên tịch Niết Bàn. Thì lúc bấy giờ các vị tỳ khưu mới bàn luận ở nơi giảng đường: này chư hiền, trưởng lão Angulimala sẽ tái sinh vào cái cảnh giới nào? Bởi vì khi còn sống á, cũng giết người quá trời, 999 người, chính Đức Phật một còn bị ông rượt theo để mà giết, mẹ của ông mà ông cũng muốn đưa gươm đi giết luôn. Thì người ác quá như vậy thì không biết bây giờ chết sanh được cảnh giới nào. Thì với cái thiên nhãn của Đức Phật và tha tâm thông của ngài, nghe được những lời bổn của chư tăng, Đức Phật mới nghĩ rằng đây chính là cái thời cơ hợp lẽ để đoạn nghi cho chư tăng. Và từ hương thất ngài bước tới giảng đường, ngồi vào nơi đã được soạn sẵn và phán hỏi rằng: này các tỳ kheo, bây giờ các ngươi đang thảo luận về vấn đề gì đó? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang thảo luận về sự viên tịch của ngài Angulimala và không biết cảnh giới nào ngài sẽ đi đến. Này chư tỳ kheo, con của Như Lai đã viên tịch Niết Bàn, không còn phải tái sanh vào cảnh giới nào nữa. Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Angulimala giết người nhiều như thế mà được Niết Bàn hay sao? Này các tỳ kheo, thật vậy.
vì Ankulima là trước kia chẳng có ai là bạn lành, cho nên mới tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng mà về sau vị đó được gặp các thiện hữu trí thức, đó là cái nhân khiến cho vị đó không có sự dễ vui. Vì thế con của Như Lai đã tạo được thiện hạnh để ngăn chặn những ác nghiệp. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 173 này: Yasa ba bằng ca tăng cầm bằng phu sa lê na vi thi ya ti so y mang lô tăng bá pha se ti áp pha mu tô wa chan di ma. Yasa ba bằng ca tăng cầm bằng phu sa lê na vi thi ya ti so y mang lô tăng bá pha se ti in âm pha mu tô wa chan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, cho sáng được đời này như trăng thoát mây che. Và cái duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tướng cướp giết người cả số trăm, tu rồi đắc đạo quá cao thâm, lâm chung nhập niết bàn vô tướng, tăng chúng hoài nghi họ sợ lầm. Phật dạy trước kia thiếu bạn lành, nên thầy đã kiến hại quần sanh. Sao nhờ bạn tốt, thầy xoay thế như ánh trăng rằm giữa khoảng sân. Duyên sự câu Phật ngôn 173 nói về Ngài Ankulimala. Chúng tôi đã trình bày xong. Và đây là thời gian chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Kính lễ để Đức Pháp Trang lâu quá mới gặp. Sa tú huynh Minh Tâm, chắc là nghe có người chào mình là kính lễ sư Minh Tâm. Rồi bây giờ Minh Tâm mới nên chịu đưa tay ha. Rồi sa tú xin mời. Sau khi sư đồng viên sự thỉnh sư tiếp tục uống cà phê ở Ngọc Đạt à. Sa thú di sự về Ngài Ankulimala rất là hay, rất là hay, gọi là gì, hồi đầu là ngạn. Có nhiều người nói chỉ hồi đầu là ngạn là cũng nhắc đến Ngài Ankulimala. Và trên con kính lễ vấn an sức khỏe sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang và kính chào quý Phật tử. Và cảm ơn nãy có cô nào chào lộn xưng lộn nhưng mà cũng có ý chào nhà, rất là hoan hỷ. Xin phép được chào trở lại. Minh Tâm thì quá khứ thì có thể làm sư, tương lai cũng có thể làm sư, hiện tại thì không có hiện tại vẫn còn Phật tử thôi. Trước khi mời quý vị chia sẻ, Minh Tâm xin phép đọc trễ nghe, đọc nhanh này. Yasapa bằng ca tăng cầm mằng cú sa lê na bi thi ya ti so y mằng lô căng pha pa se ti ap pha mút tô quá chan đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã thanh thỏa nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này hòa thượng giới đức dịch. Con không biết, ủa sư Phó Thanh giọt rồi. Sư mới vừa chào sư xong cái là sư dọn này thôi, giờ còn sư Pháp Trang. Không biết sư Pháp Trang hôm nay có khỏe không ạ? Không mà không thấy sư. Sư Pháp Trang có dùng sáng chưa? Nếu chưa thỉnh sư lên có đôi điều chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con ạ. Alo, sư Pháp Trang có trước máy không ạ? Sư Pháp Thanh có công chuyện dọt rồi. Alo, sư Pháp Trang có nghe không ạ? Rồi.
Chắc là sư Pháp Trang cũng bận rồi. Dạ, trong đạo tràng có vị nào quý vị biết sau khi chúng ta học xong một câu Phật cú, thì chúng ta còn rất nhiều thời gian, thì mời quý vị lên cùng nhà chia sẻ sau khi đã nghe cái duyên sự về ngài Angulimala. Và ngài Angulimala là một cái điều mà quý vị biết, nó thời bây giờ mà nếu chúng ta nghe một cái vị nào đó mà giết 999 người là người ta mà mình không dám tới gần đâu quý vị. Mình sợ lắm. Sợ lắm, bởi vì cái người này là coi như là nhìn nó ớn rồi. Ớn rồi, ví dụ gì thấy mà giống như ở Việt Nam bây giờ mà có những cái gọi là đại ca giang hồ rồi chứ cứ dám giết mà nhiều được như vậy đâu. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà đủ duyên, đủ duyên thì được Đức Phật tế độ, tế độ để mà trở thành một vị A-la-hán thì cái điều nó rất là xa thú. Và trong đạo tràng có vị nào lên chia sẻ không ạ? Để Minh Tâm cứ chia sẻ hoài. Bởi vì ráng lên quý vị ơi, chúng ta cũng thảo luận với nhau. Bởi vì nghe qua rồi thì thấy ngày ăn ly má lá như thế nào. Nghe mình có thấy ớn hay không? Nhưng Minh Tâm thì suy ngẫm nó có một cái điều thì quý vị thấy rằng chúng ta hay nhìn cái quá khứ của người khác mà chúng ta quên cái hiện tại. Bởi vì chúng ta có hai phần, một phần là quá khứ và phần hiện tại. Thì cái quá khứ đó thì giống như quý vị nhìn gần thì thấy Minh Tâm có lẽ ok. Mà nhìn về kiếp trước nữa thì chắc có lẽ cũng dữ dằn lắm. cũng không biết, thì quý vị thấy giống như ngài Angulimala đó thì có một lần là có cái bà đó, bà sanh, bà sanh thì bà gặp ngài cái loại nghỉ sanh luôn, bởi sợ quá thì nghe một tên cướp sát nhân giết 999 người là nghe là coi như gặp một cái là coi như sợ liền. Mà thật sự ra thì chắc là có lẽ ngài cũng giỏi giỏi mà nhìn tướng chứ cũng gọi là dữ dằn, cho nên bà nhìn bà nghĩ đẻ luôn, bà nghĩ đẻ luôn. Thì quý vị thấy là Đức Phật nói ngài đến, nói là từ khi mà ngài lọt vào dòng thánh thánh sanh thì ngài không có giết ai, ngài không có giết người nào hết. Do cái lời chân thật này thì hãy cho bà được mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Bởi vì từ lúc mà ngài thành thánh thì chúng ta đã nó gọi là chuyển kiếp rồi, bởi vì trước đó là phàm, rồi sau đó là thánh, dù là một cái thân đó thôi, nhưng mà nó khác nhau, một bên là thánh, một bên là phàm. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn cái quá khứ của người khác đó, rồi mình cứ như vậy mà mình đánh giá hoài cái người đó đó, thì nó cũng không đúng. Giống như trong cái tích sự trong 73 thì thấy rằng Chư Tăng cũng không nghĩ rằng là một cái người mà giết người nhiều như vậy thì làm sao mà có thể thành A-la-hán được, có thể là gọi là đi địa ngục không chừng, bởi vì giết nhiều người quá. Thì chúng ta thấy giết nhiều như vậy chắc là bị tử hình rồi. Cái này thì thưa cô Meta nó cũng không có chuẩn như vậy, thưa cô Meta. Tại sao con nói không có chuẩn như vậy? Trải qua lịch sử đó chúng ta thấy có những vị vua, những vị tướng, khi ra trận đó họ giết nhiều người lắm, họ giết nhiều người lắm. Nhưng mà khi họ trở về đó thì họ được người ta khiêng, rồi những vòng hoa, rồi những cái điều chúc tụng và bỏ tiệc ăn mừng, thì những người này họ cũng sát sanh, thưa cô Meta, họ cũng sát sanh chứ họ cũng đâu có hiền lành gì. Quý vị thấy tức là đây là những cái chuyện mà chúng ta học vào lịch sử thì ta cũng thấy người đó mà đi giết người thì nhiều khi trở về lại trở thành là những anh hùng. Cái anh hùng này là chẳng qua giết nhiều thôi,
nhiều hơn cái thằng khác, bởi vì mấy ông khác không đi, ông giết yếu quá cho nên ông không được làm anh hùng. Chúng ta trở về chúng ta giết nhiều chúng ta làm anh hùng. Cho nên khi thấy nó có nhiều cái chuyện mà người ta nói, ví dụ giờ mình đi ăn cắp, mình ăn cắp một bó rau, người ta kêu mình ăn cắp, nhưng mà chúng ta đi xâm lấn một cái nước khác, mang vàng bạc châu báu về cho đất nước của mình thì người này cũng được gọi là anh hùng. Cho nên bây giờ thấy cái đạo Phật nó khác đi, nó khác với lại cái luật của thế gian. Bởi vì nếu mà nói về luật của thế gian đó, thì quý thấy rằng mình giết người, trộm cắp nhân dân là đi tù. Nhưng mà thật sự ra thì có nhiều khi người đó họ giết nhiều, rồi họ trộm cắp nhiều nữa, nhưng mà họ là anh hùng, chứ họ không có đi tù mà họ lại được trọng dụng, được khen thưởng, được mọi người, người ta giả xã hội bây giờ thì nó cũng vậy nữa thưa con, xã hội bây giờ nó cũng vậy nữa. Thì chúng ta thấy có nhiều cái mà mình đi làm cái gì đó, mình mang về cái quyền lợi cho một cái quốc gia. Tôi có gì thấy trong cái cuộc sống mà, hãy quốc gia của mình mà được tiền vô thì cái quốc gia nào đó nó phải tiền ra, bởi vì nó phải ra thì mình mới vô được. Cái đó là một cái nguyên tắc của cuộc đời, một bên ra và một bên vào. Cho nên hãy mà bên kia nó ra thì bên đây mình nó vô. Và nhiều khi mình mang vô thì nhiều khi mình là được nhiều người quý mến, người quý trọng, thì do mình giỏi. Nhưng mà thật sự quý vị không biết là có những đất nước khác thì nó do nó dở, nó quyết định dở. Giống như quý vị hiện nay là một cái vấn đề sôi nổi của thế giới là ông Donald Trump và Tập Cận Bình, hai ông này đang đấu trí để mang lại quyền lợi cho cái đất nước của họ, thì người ta gọi là chiến tranh về thương mại, nó không có đổ máu mà nó đổ tiền thôi, nó đổ tiền thôi. Thì quý vị thấy rằng bên nào, thí mình làm thí dụ thôi, là bên Mỹ thắng thì đương nhiên là nhân dân Trung Quốc sẽ khổ, bởi vì một bên được thì một bên phải mất, đó là cái nguyên tắc của cái cuộc đời. Mà suy ngẫm về bản thân chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình được nhiều quá đó, mình nên ngồi mình suy nghĩ lại coi có bao nhiêu người khóc hay không. Bởi vì cái được của mình nó nhìn lại sẽ có người mất. Cho nên chúng ta được chúng ta cũng đừng mừng, đừng có mừng bởi vì mình được đây là được trên cái sự đau khổ của người khác, rồi chúng ta mất cũng vậy. Mình mất thì cũng đừng có buồn, bởi vì cái mất của mình là niềm vui của người khác. Thì đó là cái nguyên tắc của xã hội, mình không thấy nó rất là đơn giản, nó chỉ như vậy thôi, giống như dòng nước nó chảy, dòng nước nó chảy thôi, nó chảy từ bên này qua bên kia thì bên này nó phải mất mất đi một lượng nước, còn bên kia thì nó lại dư lên một lượng nước. Đó là cái cuộc đời của thế gian nó chỉ nó như vậy thôi. Giờ quay trở lại vấn đề, và con xin lỗi con đi hơi xa. Giờ quay trở lại vấn đề thì chúng ta thấy bài học là chúng ta mình phải cố gắng tu hành và cố gắng tu tập, thì chúng ta mới hy vọng gọi là giật nợ, vì chúng ta lọt vào dòng thánh dù là tu đạo quần đi nữa thì bắt đầu chúng ta giật nợ rồi. Những cái nợ lớn của bốn đường ác đạo là chúng ta xù. Bởi vì mình lọt vào dòng thánh thì dù rằng những quá khứ mình có làm ác gì đi nữa đó thì nó không thể trổ nữa để cho chúng ta phải rơi vào bốn đường ác đạo, mà coi như xù cái bốn đường ác đạo, quý vị thấy không? Thì đây là cái điểm mà chúng ta phải ráng tu tập để hy vọng và lọt vào được dòng thánh tu đạo quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mình lọt vô đó rồi thì lúc này chúng ta mới gọi là ngăn được bốn cái con đường ác đạo, và chúng ta mới xù được một đống cái nợ xấu. Bởi vì chúng ta nợ rất là nhiều, ý mình ta muốn nói là nghiệp xấu và những cái nghiệp mà nó dẫn chúng ta đi địa ngục đó, nhà đi địa ngục súc sanh Atula. Thành thử ra mình phải phải ngăn và ngăn những cái việc ác đó bằng cách chúng ta cố gắng tu tập, và tu tập càng nhiều thì hy vọng, còn nếu không thì coi như
rất là nguy hiểm, dạ rất là nguy hiểm, bởi vì quý vị cứ tưởng tượng có những lúc mà mình không có được thoải mái, và mình là một con người, và những lúc chúng ta bực bội, chúng ta mệt mỏi do khí hậu, do này kia vân vân, và làm cho mình rất là khó chịu trong người, và do bệnh hoạn đau đớn chúng ta đang khó chịu lắm, thì quý vị thấy rằng mình dễ, mình dễ nói một cách gọi là khó khăn, một cách gọi là la người khác, hoặc là mình cáu kỉnh với người này người kia do cái bực bội ở trong cái người, thì quý vị thấy chúng ta khó mà nói rằng mình tôi giữ tâm tôi thanh tịnh lắm, khó lắm quý vị, nó nóng quá không thanh tịnh nổi đâu quý vị. Dạ quý vị có bao giờ nhớ là những lúc nào quý vị cảm thấy rằng là trời nó nóng bức, nó khó chịu quá, quý vị có thanh tịnh nổi không? Khó lắm. Dạ nóng quá là chúng ta dễ sanh bực bội, cáu có, khó khăn vậy. Thì bây giờ chúng ta sanh vào bàn sanh là quý vị thấy khổ lắm, bởi vì nó dơ dãi và không có tiện nghi đầy đủ, và sống những cái nơi mà nó gọi là cực khổ, thì làm sao mà chúng ta dễ phát thiện tâm được quý vị? Ý mình tâm muốn nói là những bàn sanh nó khó phát được thiện tâm lắm, vì cái người của mình nó dơ dãi, nó bực bội, nó nóng thật, nó không có thoải mái, rồi ăn uống thì lúc có lúc không, bởi vì nó phải đi kiếm ăn mà nó không có tủ lạnh, cho nên nó không có để dành được. Có bữa thì nó ăn no, nhưng mà có những bữa nó đói thì nó không có kiếm được đồ ăn, cho nên nó sống trong những cái sự mà bất như ý nhiều quá đó, thì chúng ta khó sanh thiện tâm lắm. Để mình ngồi mình suy ngẫm thôi, khó sanh thiện tâm lắm. Còn những cái cõi khác thì mình tâm không có nhớ, nhiều khi cũng có ở dưới đó lâu lắm mà không nhớ, chỉ nhìn cái cõi gần mình là cái cõi súc sanh đó, thì chúng ta thấy khổ lắm quý vị, khổ lắm. Rồi quý vị biết mỗi lần mùa hè về đó, mỗi lần mùa hè về thì mình tâm đọc báo đó, mình tâm thấy cái này không phải đọc báo dùng quý vị đâu, mà muốn dẫn chứng cho chúng ta thấy trong thế gian này nó khổ lắm. Như là đất nước Ấn Độ đó, và hiện nay bên đó là nó đang bị trầm trọng vấn đề thiếu nước, do nó nóng quá, nó mấy cái hồ nó khô hết rồi, thì nó thiếu nước quý vị. Bên đó bây giờ là nước mà phải mua, rồi phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới mua được nước. Để quý vị thấy rằng một cái thời giờ mà để đi mua nước thì cũng đã mất rất là nhiều thời gian, thành thử đâu có thời giờ để đi làm ra đồng tiền đâu quý vị. Rồi sống mà trong cái việc mà không có nước sinh hoạt, quý vị biết cực khổ dữ lắm. Cực khổ vô cùng. Minh Tâm nhớ có một lần năm đó là ở Indonesia trại tị nạn, thì quý vị biết năm đó nó cũng hạn hán, thì ở trại tị nạn gần như là cao quỹ Liên Hợp Quốc họ đóng cái trại tị nạn đó vì không có đủ nước. Dân Indonesia nó không có nước thì làm sao mà người tị nạn có nước. Quý vị biết mỗi một ngày nó mở chút xíu thôi là coi như mình xếp hàng dài để mà lãnh mỗi người vài lít để dành uống thôi, hoặc nấu ăn thôi. Quý biết là Minh Tâm phải lội lên trên rừng á, tìm những cái vũng nước, vũng nước, rồi bắt đầu mình ngồi mình lấy cái muỗng nhỏ đó, mình múc, mình múc mình đổ vô, múc đổ đổ vô đổ vô đổ vô, tại vì quý vị múc mạnh quá đó thì cái cặn nó lên dơ lắm. Quý thấy về cái chuyện thiếu nước nó rất là cực khổ, mà nó cực khổ như vậy thì con người mình nó không có như ý, nó không có thoải mái, thì chúng ta dễ cáu kỉnh, dễ bực bội và dễ sống trong trong cái tâm sân lắm. Đó là một cái điều mà mình phải công nhận như vậy. Còn nếu mà chúng ta do cái phước trổ đó, mình sống như cõi trời vậy, tức là đầy đủ tiện nghi, trời nóng thì chúng ta có trái cây xay ra để uống, có những vật thực ngon để ăn cho nó mát bên trong, rồi bên ngoài có máy lạnh, vân vân, thì vì thấy rằng là chúng ta sẽ dễ dễ cảm nhận được cái sự bớt đau khổ, thì chúng ta bớt đi sự cọc cằn, bớt đi sự nổi sân, thì sống trong tâm sân nó ít hơn. Thì đấy để muốn nói rằng chúng ta thấy đi xuống con đường ác đạo nó khổ lắm. Minh Tâm chỉ thí dụ ở bên cái súc sanh thôi, nó gần mình, thì quý vị thấy nó khổ lắm. Cho nên chúng ta cố gắng và tu tập. Mình thấy sự khổ thì cũng phải ráng ráng để mà tu tập, bởi vì nó chỉ có con đường khi nào mình chứng đắc được thánh quả thì chúng ta mới xù được, còn không thì chúng ta không biết được. Kiếp này làm người kiếp sau
thì nhiều khi chúng ta là bị đọa tiếp, mà mỗi lần đọa như vậy thì chúng ta sẽ không có thiện tâm, và chúng ta sống trong cái tâm tham tâm sân thôi. Mà sống trong tham sân thì nó lại càng lún vô nữa, quý vị hiểu ý minh tâm, nó càng lún nữa. Giống như thí dụ một người đó họ họ lỡ vô tình họ giết người, họ lỡ vô tình giết người rồi, bây giờ đó thì do họ lỡ giết người mà họ muốn giấu, thì lỡ mà ai thấy thì họ phải giết luôn cái người kia, gọi là bịt miệng, diệt khẩu bịt miệng. Anh tưởng nhiều khi nó dẫn theo một cái chuỗi đau khổ chỉ vì một cái tội nào đó. Thì bây giờ mình xuống những con đường khổ cảnh cũng vậy nè, do chúng ta bực bội khó chịu, chúng ta dễ tạo thêm nhiều cái sự mà gọi là ác ác khẩu, ác thân, rồi ác ý tùm lum hết. Rồi chúng ta càng ác nữa thì nó càng lún sâu hơn nữa, bởi vì mình không có tạo được cái thiện. Cái thiện thì giống như là nó nâng mình lên, còn cái ác thì giống như là nó đẩy mình xuống. Vì không là nữa mình đã sanh đọa thì mình dễ đọa vô nữa, rồi nó cứ như vậy mà nó đi hoài, muốn đi ra nó rất là khó. Cho nên chúng ta phải cố gắng và hành nhiều cái thiện pháp để nó trợ duyên với chúng ta trên cái con đường luân hồi, bởi vì đường luân hồi nó còn dài lắm, dài lắm. Con thấy 6:41 rồi, không biết trong đạo tràng có ai chia sẻ không. Cảm ơn Châu Nguyễn cho được một cái bông, cảm ơn cô Liên Hoa tặng thêm được ba cái bông nữa, hoặc là bốn cái. Bây giờ mời cô Liên Hoa với cô Châu Nguyễn nha. Hai cô đang có trước máy nè, bây giờ hai cô tập lên mình chia sẻ cái ý của mình đi. Hồi nãy có nghe, Sa Thú cô Meta, nãy có nghe sư đã đọc về duyên sự rồi, quý vị cũng đã từng nghe về ngài Angulimala rồi, thì chúng ta nên lên chia sẻ cái ý của mình thôi. Ở đây không có ai chỉ ai cả, mà chỉ là mình lên mình chia sẻ với nhau, quý vị chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ mời ba cô là Châu Nguyễn, Liên Hoa với Meta, ba cô đang có trước máy, và cô nào đủ can đảm lên để chia sẻ ý mình đây, xin mời bàn tay. Sao xin mời mà không thấy vậy? Thôi bây giờ mời cô Meta đi nha. Cô Meta là đường đời đi quá nhiều, kinh nghiệm sống của cô quá quá dư rồi nọ, mà cô chia sẻ kinh nghiệm sống thôi cũng là cái bài học quý báu để con nói theo. Bây giờ mời cô Meta, mời cô lên chia sẻ cái suy tư của cô như thế nào về cái. Cảm ơn Châu Nguyễn. Xin mời cô Meta, mời cô Meta lên chia sẻ cái suy tư của cô về ngày Angulimala. Rồi xin mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Tại Duyên. Kính dạ toàn thể đạo tràng. Thật sự mà nói tuổi đời thì có, nhưng mà kinh nghiệm thì chắc cũng không có hơn gì quý vị đâu. Sống lâu nhưng mà chắc cũng không lên được lão làng. Thì cái duyên sự của ngài Angulimala hồi nãy sư đã thuyết lên đó, thì Meta cũng nghĩ rằng ngài là cái người đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi kiếp chót này mai là sống ở thời Đức Phật, và nhờ Đức Phật đã tế độ cho nên đã đắc được đạo quả. Chứ còn chúng ta sống ở đời này là đời mạt pháp rồi quý vị ơi. Thì theo Meta nghĩ thôi, đây là cá nhân của Meta, thì chúng ta thiện ý của Meta thì nghĩ rằng cố gắng tạo nhiều thiện pháp, tạo nhiều phước để có thể là được sinh vào cái cõi an vui,
đó là quý lắm rồi, chứ không có biết là mình đi về đâu. Mà qua cái duyên sự này thì Metta nghĩ rằng Metta bây giờ trước đây thì cũng còn ngờ vực là bởi vì mình quán chiếu mình thấy là đã làm nhiều nghiệp ác khi chưa biết Phật Pháp, đã làm nhiều nghiệp ác rồi. Như Metta đã từng chia sẻ là Metta cũng đã từng sát sanh nhiều, rồi cũng có dối, rồi cũng có sai phạm. Thì không biết mình đi về đâu, nhưng mà qua cái câu Pháp Cú 173 này và qua cái duyên sự này thì Metta đã có thêm một cái lòng tin vững chắc về Phật Pháp, là mặc dù Ngài đã giết quá nhiều người, tới 999 người, mà Ngài đã dừng lại được, Ngài đã tinh tấn tu hành, rồi Ngài đã đắc đạo được, thì chúng ta phải vững cái lòng tin về Phật Pháp, là cố gắng ngay từ giờ phút này, cố gắng nhiều lên và cố gắng tu tập tinh tấn, rồi tạo nhiều thiện nghiệp, rồi chúng ta làm theo những cái điều mà Phật dạy. Chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta phải làm theo cái 10 điều thập thiện mà trong giáp của Đức Phật đã để lại đó, để chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể đi sau khi mà ra đi rồi, xa lìa cái cõi đời này rồi, thì cũng có thể đi vào được cái cảnh an vui, chứ không có thể không có đến đổi mà phải hay là vào ba cái tòa lâu đài kia như là Ngài Liễu Tông đã nói. Thì bây giờ Metta vững niềm tin, nghĩ rằng cứ làm nhiều thiện nghiệp đi, cứ tu tập tinh tấn đi, thì chúng ta sẽ được sinh về cõi an vui. Và còn về kinh nghiệm, Metta cũng không có kinh nghiệm gì nhiều đâu, chỉ nghĩ như thôi, và có một cái tin vững chắc thôi, chứ còn kinh nghiệm thì về giáo pháp thì cũng như quý, về giáo pháp thì cũng như quý vị thôi, thì cũng tận dụng thời gian có được, không cần phải làm gì hết, chỉ thỉnh thoảng con cháu chút đỉnh gì, rồi cứ là cuộc sống, rồi cứ là giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, rồi lo ăn uống, rồi thì thôi, còn nhiều, có nhiều thì giờ như vậy thì Metta chỉ lo tập trung vào việc mà học tập giáo pháp, rồi ôn bài những cái bài nào đã học rồi, như là kinh Pháp Cú 3 ngày trong tuần, hay là di diệu pháp, thì ôn bài lại, rồi cố gắng học tập, cố gắng nhớ, rồi gặp thiện sự thì cứ sẵn sàng tạo thiện sự, rồi giúp đỡ, chia sẻ những người mà khó khăn cơ nhở ở bên Việt Nam, rồi nói chung là tập trung tu tập và làm thiện sự vậy thôi. Dạ. Metta thấy là chắc cũng gần hết giờ. Thôi, Metta cũng xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sao thú, sao thú. Cảm ơn chị Metta đã chia sẻ những cái ý suy nghĩ của mình. Dạ, tự nhiên cũng tranh thủ để không biết còn bao nhiêu phút nữa đây. Còn 10 phút thôi nha Quỳnh. Alo, alo. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang,
Dạ con xin sám hối. Ngài Pháp Thanh đã ra ban thoát rồi. Thì theo tự nhiên suy nghĩ câu pháp cú này rất hay. Vì nói đến cái làm người, cái việc làm người, sanh được làm người đã là khó. Nhưng mà hiểu được pháp lại càng khó hơn. Thì Đức Phật nói như vậy. Và Ngài Angulí Ma Lá cũng từ cái hiểu sai lệch cho nên mới làm những cái việc ác. Mà cho đến cuối cùng thì Ngài cũng hiểu được, Ngài thoát ra cái sự ác đó. Cũng giống như là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, thì không hiểu được trong diệu pháp. Đêm thì nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà tại vì mình quá mệt mỏi cho nên mình mới mình ngồi mình mới thấy cái đêm nay sao nó dài quá, mệt mỏi quá. Đường dài thì cũng vậy, đường thì nó cũng không có dài, nhưng mà tại vì mình mệt quá, mệt mỏi cho nên là mình mới thấy là con đường nó dài. Luân hồi cũng luân hồi cho con kẻ khổ, thì luân hồi đó là những người luôn luôn làm việc ác mà không biết làm việc thiện, thì nó mới luân hồi, nó mới kéo dài. Cho nên là cố gắng, thì khi mà mình hiểu được chân diệu pháp rồi thì mình cố gắng mình sẽ học và hành được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Việc thiện thì mình cố gắng, dù nhỏ thì mình cũng cố gắng mình làm. Nhưng mà việc bất thiện dù có nhỏ cách mấy mình cũng phải đoạn trừ nó. Mình không thể cho nó lấn át mình. Cho nên là cái câu pháp cú 173 này nói đến Ngài Angulí Ma Lá để chúng ta thực hành những lời Đức Phật dạy Ngài Angulí Ma Lá như vậy đó, là ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng được đời này như trăng thoát mây che. Thì đó, thì mây nó che thì nó không có thấy mặt trời ánh sáng được. Mà cái cũng giống như là cái người làm ác thì luôn luôn phải đi vào ngõ tối, không thể thoát ra ánh sáng được. Cho nên là mình cố gắng học và những câu pháp cú như thế này để mình áp dụng, vừa học vừa hành, rồi mình mới thoát ra từ từ, lần lần mình đi theo cái con đường sáng chói. Và mình cố gắng mình thực hành những lời thầy thầy tổ của mình, bạn bè của mình, và mình học những cái điều lành, những cái điều thiện. Thì vừa học thầy và vừa học bạn, thật ra chung quanh mình có rất là nhiều người làm những việc thiện. Những người làm ác thì mình nên lánh xa, còn những người làm thiện thì mình cố gắng mình học. Dạ, thì tự nhiên cũng có vài lời chia sẻ những cái hiểu biết trong đời sống và thực hành, cố gắng luôn luôn là tự nhiên cố gắng để học và hành theo giáo pháp của Đức Phật cho từ đây tới tròn đủ 5.000 năm. Nếu mình có đủ duyên thì mình cứ nguyện mình có đủ duyên đi, tròn duyên thì mình được nghe giáo pháp, thì biết đâu tới đó mình cũng được Đức Phật chứng cho mình. Mình chỉ ước nguyện thôi chứ mình không có cầu nguyện, phải không Nhật Quỳnh? Thôi bây giờ thì có vài lời thôi, để Đạo Tràng còn chắc 6-7 phút nữa. Dạ con
Kính dân đức, con kính mời đại đức Pháp Trang. Con thấy đại đức có trước máy, nãy giờ con chưa nghe âm thanh của đại đức, và con kính mời đại đức Pháp Trang có thể chia sẻ hay là đọc cái gì, miễn con nghe âm thanh là được rồi. Dạ, con xin xin mất ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên chúng con hành kính đảnh lễ ngài Chi Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và xin chào toàn thể vị tu nữ và toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong room. Đã lâu rồi chúng tôi không có vào trong đạo tràng, thì hôm nay chúng tôi trở lại với đạo tràng. Thì hôm nay thì thấy trong đạo tràng chúng ta cũng sinh hoạt tốt đẹp để chúng ta ôn lại lời dạy của Đức Phật, và để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống. Đó là cái điều mà rất là hoan hỷ và tán thán trong đạo tràng chúng ta. Thì trước tiên chúng tôi có một vài lời, thì chúng tôi xin đọc câu Pháp Cú số 173. Yasapa pang katang kam kusale na pithi yati so imang lo kang pa pha se tra apha mutto vachan di ma. Bỏ lâu quá đăng, đọc nó hơi sượng sượng. Yasapa pang katang kam mang kusale na piti yati so imang lo kang pa pha se te apha mutto vachan di ma. Yasapa pang katang kam mang kusale na piti yati so imang lo kang pa pha se te apha mutto vachan di ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng vực này như chăn thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ thì chúng tôi đã đọc câu Pháp Cú số 173 đã xong. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng mới vào trong đạo tràng, thì chúng tôi cũng chia sẻ qua cái câu Pháp Cú số 193. Dạ. Tới 173 chứ không. Dạ. Tại hôm nay chúng tôi hơi phân tâm chút xíu, tại bữa nay thợ đang làm công trình, ngồi ở ngoài trước kế phòng tôi đang bàn công việc, thành ra chúng tôi hơi bị phân tâm, thành ra quý vị thông cảm. Dạ, thì hôm nay thì tại chùa tại đang tiến hành làm công trình các Phật cảnh của chùa, nhớ lại thì cũng chuẩn bị lễ còn khoảng chừng hơn một tuần nữa thì sẽ có lễ dân y tắm mưa tại chùa, với lại lễ quý nhật của đại đức Pháp Thành là vị trụ trì trước, thì cũng là một số Phật tử ở trong Sài Gòn để ra để tham dự lễ. Thì trước tiên thì chúng tôi xin cảm niệm công đức của các Phật tử đã có sự chung hồn phước trong cái cuộc lễ dân y, cũng như là chung hồn phước cái việc mà chúng tôi
xây dựng các Phật cảnh. Thì chúng tôi có nhận một số tịnh tài của các Phật tử đã gửi cúng dường, đã gửi cúng dường cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục chúng tôi làm công việc ở trong chùa, cũng như là để hùng phước trong cái cuộc lễ. Thì chúng tôi có nhận một số tịnh tài của các Phật tử, thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Thì nhờ cái sự ủng hộ của các Phật tử ở vùng sâu vùng xa mà quý vị đã nhớ và cũng còn thương tưởng đến ngôi chùa Phước Quang để ủng hộ cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục chúng tôi làm công việc trong chùa, để làm cho ngôi chùa càng ngày càng được tốt đẹp, và để duy trì ở nơi đây để làm cho Phật Pháp ngày càng được phát triển thêm. Thì chúng tôi cũng nguyện cầu Hồng Ân Tâm Bảo, Quay Lực Phước Báo cũng hầu trì đến cho toàn thể quý vị luôn được sự an vui, tiến hóa trong thiền pháp, và luôn luôn được giữ vững cái niềm tin nơi Tam Bảo, và có sự và thực hành lời dạy của Đức Phật, để chúng ta sẽ có được một cái hành trang cho trong đời này và đời sau. Và cũng nguyện cầu với phước báo này cũng hộ trì đến cho toàn thể quý vị luôn được sự tiến hóa trong Phật pháp, và luôn được thành tựu được phước báo viên mãn. Và cũng xin hướng nguyện phước báo này đến tất cả chư thiên ngự xung quanh ngôi nhà của quý vị, cầu mong cho các ngài hoan hỷ với phước báo mà quý vị đã làm, và hộ trì cho toàn thể quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Và cầu mong các ngài hộ trì cho quý vị luôn tránh khỏi những điều rủi ro, tật bệnh cũng đều được dứt khỏi, và luôn được có sự an vui, nhất là an vui thân tật và tâm, để có sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật để thành tựu được quả vị giải thoát trong tương lai, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chắc là hết giờ. Thì thật sự thì khi mà chúng tôi nói đến câu pháp cú này thì thật sự thì quý vị biết, khi mà đối với cái việc làm của chúng ta thì trước kia, thì khi mà chúng ta chưa biết về Phật Pháp, chưa biết về nhân quả, chưa biết về lời dạy của Đức Phật, thì đôi khi chúng ta vẫn có những cái việc làm, có những cái điều mà chúng ta không hiểu về nhân quả, có những lúc chúng ta vẫn bị tạo những cái ác nghiệp, chúng ta vẫn tạo những cái nhân bất thiện. Thì hôm nay thì tất cả chúng ta đã có duyên lành, chúng ta hướng đến Tam Bảo, chúng ta hướng đến về lời dạy của Đức Phật, và chúng ta hiểu được nhân và quả, và chúng ta hiểu được con đường thánh thiện. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng, chúng ta thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật. Thì như là câu pháp cú thì ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp, như chăn thoát để chán xói vượt đời này, như chăn thoát mây che. Thì khi mà cái việc làm của chúng ta, thì cái chúng ta dùng những cái hạnh lành, chúng ta dùng những cái phước báo, những cái thiện sự chúng ta làm, thì chúng ta sẽ, cái nghiệp ác của chúng ta dần dần nó sẽ bị như là một cái mây nó che đi, và chúng ta sẽ có được một cái sự lợi lạc cho chúng ta. Thì bây giờ thì chúng tôi chắc nói không có nói nhiều được, tại vì chúng tôi còn rất là nhiều cái công việc ở bên ngoài. Thì bây giờ thì chúng tôi chỉ có vài điều chúng tôi xin lên để chia sẻ, cũng như là cũng tán thán cái niềm tin của công đức của quý vị, và cũng xin ghi nhận cái tấm lòng của quý vị đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái việc chúng tôi tu tập, cũng như trong cái việc mà chúng tôi để chúng tôi có được một cái tịnh tài để chúng tôi làm công việc để hỗ trợ cho cái chùa Phước Quang được ngày càng được tốt đẹp hơn. Thì bây giờ đã hết giờ, thì chúng tôi còn có công việc bên ngoài, do đó chúng tôi phải bận công việc. Bây giờ chúng tôi xin gửi mic lại cho quý vị. Thì cuối lời chúng tôi xin chúc đến toàn thể quý vị luôn được sự an vui tiến hóa trong thiền pháp, và luôn được có niềm tin nơi Tam Bảo, và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và luôn luôn được
để có một cái ước nguyện để sẽ thành tựu được quả vị giải thoát trong tương lai đồng điền nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng tôi xin gửi mít lời cho Sức Diệt Quỳnh. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính để tri ân Đại Đức Phật Trang đã chia sẻ bài học ngày hôm nay, cũng như chúc phúc chánh đạo tràng chúng con. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và dạ, ngài tri đức biểu con là thỉnh sư chúc phúc thì sư đã chúc phúc rồi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng phước báo mà ngày hôm nay chúng ta đã tạo được. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Ca, dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do buổi học ngày hôm nay, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chư diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh ngay đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nang bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con trí tuệ để chúng tu tiến sớm đạt đạo quả. Dạy con xin chiêu này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dùng đồng điều nhau. Ý đăng nguyên nhân nibbana sabbat cha yo ho, nhân nibbana sabbat cha yo ho, ý đăng nguyên nhân nibbana sabbat cha yo ho. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu ngôn để chúng con được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến giới quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Xin cảm ơn quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành room Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cái room. Nam mô Bụt Tha Giá, Nhật Quỳnh kính chào tạm biệt đạo tràng. Cởi voi cùng ma quân khủng bố, bậc đại ẩn cặp tháng bằng pháp bố thí độ, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Thank you.
soi càng phương ngạc ngôn dược. Hơn hẳn cả ma vương trọn đêm dài chiến đấu. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng nhiều cuộc nhẫn nại. Do nhờ vào bậc này được hạnh phúc thù thắng. Khôi báu đáy kêu quá độ. Kinh khủng như lửa rừng, như sấm sét bão luân. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng cách trải đức từ. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Kẻ đeo vòng ngón tay đang kích động hung kiếm, chạy theo ba do tuần thật vô cùng hung hãn. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng ứng hóa thần thông. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Hóa trang một bằng vật như phụ nữ mang thai. Xin cha vô khống Phật giữ đạo tràng thánh chúng. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng hiền hòa an tịnh. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Người chối bỏ sự thật dẫn mọi trò lục thiết. Sắc ca ca tự phụ nhưng tâm lại rối mù. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng bước tuệ sáng suốt. Do nhờ Phật này được hạnh phúc thù thắng. Trong Chúa ta tín đạt thần lực. Chứng lão một kiền ly biến thân rồng điều phục. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng chỉ dạy thần thông. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Phạm Thiên Tân Ba Ca có thần lực chói sáng. Thanh tịnh nhưng chấp kiến như rắn độc cắn tay. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng linh phương tuệ diệu. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mỏi mệt, thắng kệ ngôn Phật
lực về hạnh phúc thù thắng. Khi đã đoạn trừ mọi chủng loại thống khổ, người có trí an lạc đạt được chân giải thoát.